Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 200. Chiêm Mộ Tư giải thích, nếu không nhờ thần thức của kiếp chủ giáng xuống, ta đã sớm chết rồi, càng không có khả năng đi theo con đường tu tiên. Đương nhiên, sự trợ giúp của Hạ Tiên Sinh đối với ta, ta suốt đời khó quên. Hạ Thiên nhếch miệng, được rồi, mấy lời nói nhảm này không cần nói lại nữa. Ngươi đi pha trà đi, thiếu niên áo trắng nói với Chiêm Mộ Tư, còn nữa, ngươi không được tùy tiện xen vào. Vâng, Chiêm Mộ Tư gật đầu, sau đó đi nấu nước chuẩn bị pha trà. Thiếu niên áo trắng ho nhẹ một tiếng, sau đó ngả bài, thật ra, ta chính là ngu giả vĩ đại, cũng chính là chủ nhân của ngu giả chi trác. Để các ngươi tiến vào cái hộp đó cũng là do ta bố trí. Quả nhiên là ngươi. Hạ Thiên một lần nữa lấy ra ngân châm, giọng điệu bất thiện, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi đừng vội. Thiếu niên áo trắng liên tiếp lui về phía sau, khoát tay nói, ngươi cũng nên nghe ta nói hết lý do. Còn một số bí mật cực kỳ quan trọng đối với việc tu luyện của các ngươi về sau. Nếu các ngươi muốn phi thăng đến chân tiên giới, các ngươi lại càng phải nghe ta nói xong. Ngươi nên để lại di ngôn thì tốt hơn. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, không nhịn được nói một câu. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười, tuy nói chuyện xưa rất nhiều nhưng lời của ngươi lại không được bình thường. Nếu cứ kéo dài mãi, khả năng 300 năm của ngươi sẽ hết sạch. Chuyện ta là ngu giả, chẳng lẽ các ngươi tuyệt không ngạc nhiên? Thiếu niên áo trắng có chút khó chịu, ta là tu tiên giả độ kiếp kỳ duy nhất của Bắc Hãn giới, người khai sáng ra ngũ hành tông ngũ hành lão tổ. Nhưng ta đồng thời còn là ngu giả ở trái đất các ngươi, nắm trong tay một tổ chức với các tín đồ phương Tây, còn sắp đặt dẫn các ngươi đến đây, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đương nhiên cảm thấy kỳ quái rồi. Thái độ của Kiều Tiểu Kiều vẫn lạnh nhạt, cho nên ngươi nói nhanh một chút đi. Thiếu niên áo trắng còn đang định nói tiếp, chợt phát hiện trán mát lạnh. Hắn ta ngạc nhiên nhìn thấy ngân châm của Hạ Thiên đang đặt ở mi tâm hắn ta. Hắn ta bị dọa đến mức ôm lấy cổ tay Hạ Thiên. Được rồi, không nhiều lời nữa, trước khi tiến vào chính đề, ta cũng cần hiểu rõ một số chuyện. Khóe miệng thiếu niên áo trắng giật giật, rốt cuộc cũng tiến vào chính đề, các ngươi cũng đã từng nghe nói qua Dạ Đế, cũng biết đến sự tồn tại của Dạ Thiên Thư đúng không? Ta đã biết từ lâu, căn cứ theo phỏng đoán của vợ tiểu y y, nghịch thiên bát châm rất có thể xuất phát từ Dạ Thiên Thư. Hạ Thiên nói. Kiều Tiểu Kiều cũng gật đầu, y tiểu âm đích thật đã thu thập được không ít tàn trang của Dạ Thiên Thư. Dạ Ngọc Mị đã đọc qua một phần, cũng đã truyền tống cho chúng ta. Dạ Thiên Thư hẳn là do Dạ Đế viết, ghi chép công pháp, đan dược cao thâm, tương đương với một quyển bí tạ tu tiên cao giai. Các ngươi đoán đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Thiếu niên áo trắng đầu tiên là gật đầu, rồi lại khoát tay, chuyện này rất phức tạp. Cho dù nói một cách giản lược cũng phải nói từ 3 vạn năm trước. Lúc đó, trái đất còn chưa phải là nơi tiên khí chi địa như bây giờ, linh khí dồi dào, gần như tiên thần khắp nơi. Cho dù là phàm nhân cũng có được sức mạnh cường đại, chỉ cần gặp được kỳ ngộ là đủ. Đương nhiên, khi đó yêu ma quỷ quái cũng rất hưng thịnh. Cho nên, cuộc chiến giữa thần ma yêu tiên càng lúc càng nghiêm trọng. Viêm Hoàng chinh chiến Si Vưu chi chiến lại càng dẫn phát linh khí chấn động. Khiến liên minh tu tiên không thể không xem trọng. Tu tiên liên minh đã làm gì đối với trái đất, điều này ta không rõ, nhưng bắt đầu từ lúc đó, linh khí trên trái đất càng lúc càng suy giảm, cho đến khi thành tiên khí chi địa. Dạ Đế sinh ra vào thời kỳ cuối của thời đại thần thoại. Mặc dù linh khí trái đất lúc đó đã suy yếu nhưng vẫn còn chèo chống được không ít tu tiên giả độ kiếp phi thăng. Dạ Đế thiên tư tung hoành, chưa đến 100 năm đã đạt đến độ kiếp kỳ. Hơn nữa, còn một lần độ kiếp đã thành công phi thăng chân tiên giới. Cố sự này nói qua xác thực rất đơn giản, thậm chí còn có chút thô ráp, nghe qua tẻ nhạt, vô vị nhưng tin tức quan trọng thì không thiếu. Kiều Tiểu Kiều nghe xong liền hiểu, trong đầu tự động sắp xếp lại đoạn cố sự cho mạch lạc. Hạ Thiên thì nghe đến buồn ngủ, hắn lười biếng nói, đây chính là chính đề à, nghe không có bất kỳ liên quan nào đến chúng ta cả. Lúc này Chiêm Mộ Tư đã pha xong trà, rót cho 3 người một chén, lại lấy ra chút đồ ăn vặt bày lên một cái đĩa. Có liên quan chứ, thiếu niên áo trắng nhấp một ngụm trà, ăn vài miếng thức ăn vặt, cười nói, ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đừng vội, lập tức đến mấu chốt rồi đây.
Liên quan đến liên minh tu tiên và dạ đế cùng với sự tồn tại của nghịch thiên bát châm, cái này hẳn ngươi cảm thấy hứng thú chứ? Tiếp theo, hắn ta lại lạc đề, đây chính là đạo uẩn linh trà, uống vào có thể khơi thông kinh lạc, đề cao xác suất ngưng tụ kiếp lực. Linh thực của ngũ hành tông chúng ta là quả ngũ hành, có thể tăng cường thuộc tính linh căn, hương vị cũng rất ngon. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ăn. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ăn xong, ngươi sẽ chết. Thiếu niên áo trắng không tin, sau đó biến sắc, há miệng phun ra một ngụm máu đen, cả người ầm ầm ngã xuống đất. Ta không có hạ độc. Chiêm Mộ Tư giật mình, vội vàng giải thích, mặc kệ trong trà hay trong linh thực, ta đều không có hạ độc. Dĩ nhiên không phải ngươi rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, nếu ngươi có bản lãnh này, ngươi cần gì phải làm tiểu đệ. Mặc kệ trái đất hay bên này, ngươi đã có thể xưng bá rồi. Nhưng kiếp chủ. Chiêm Mộ Tư đột nhiên phát hiện thân hình thiếu niên áo trắng nhanh chóng hòa tan, trong lòng sợ hãi không thôi. Không có việc gì lớn, không cần hoảng hốt. Kiều Tiểu Kiều vô cùng bình tĩnh, nàng cảm nhận được sự bình tĩnh trong giọng nói của Hạ Thiên. Nếu hắn đã không gấp, nói một cách hời hợt, điều này nói rõ đây chẳng phải chuyện lớn. Cho dù có chuyện gì hắn cũng có thể giải quyết. Đây là sự ăn ý của nhiều năm chung đụng, không cần nói ra, thậm chí còn không cần nhìn vào mắt của nhau. Quẹ! Thiếu niên áo trắng nôn ra rất nhiều máu đen, cơ thể cũng rút nhỏ vài vòng, người cũng không còn khí tức, giống như một người chết. Cái này! Chiêm Mộ Tư sụi lơ trên mặt đất, trong lòng kinh hãi không thôi. Đây mà gọi là không có việc gì lớn sao? Đừng gọi om sòm nữa, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ là được rồi. Cơ thể Hạ Thiên nghiêng sang một bên, gối đầu vào cặp đùi của Kiều Tiểu Kiều, cực kỳ thả lỏng. Qua vài giây, cơ thể thiếu niên áo trắng vốn đã xẹp xuống bỗng nhiên phồng lên giống như quả cầu được bơm hơi. Phù! Hắn ta thở một hơi thật dài, khôi phục lại, nhưng bất luận hình thể hay hình dạng đều già hơn so với vừa rồi mấy tuổi. Bây giờ, hắn ta khoảng chừng 20 tuổi, hiển nhiên không còn là thiếu niên áo trắng nữa. Hai, lại mất thêm mấy năm tuổi thọ rồi. Ngũ hành lão tổ thở dài, lắc đầu cảm thán, đám lão quái vật trong liên minh tu tiên kia, ngay cả 300 năm cũng không muốn để ta sống yên ổn. Nếu không phải lúc nào ta cũng cảnh giác, ta đã trúng chiêu từ lâu rồi. Liên minh tu tiên lợi hại như vậy, cách Sơn Hải Vô Tận cũng có thể hạ độc ngươi. Ánh mắt Kiều Tiểu Kiều có chút ngưng lại, hiện lên sự kinh sợ, hay là, ngũ hành tông của ngươi đã bị người của liên minh tu tiên thẩm thấu. Không chỉ ngũ hành tông, toàn bộ Bắc Hãn giới đều nằm dưới sự giám sát của đám lão quái vật liên minh tu tiên. Ngũ hành lão tổ khẽ lắc đầu, một đạo phù làm sạch từ trong tay áo bay ra, thanh trừ toàn bộ uế vật, hắn ta tiếp tục giải thích, thật ra cũng không chỉ Bắc Hãn giới, tất cả tinh vực nằm dưới sự khống chế của liên minh tu tiên đều giống như vậy. Chỉ là tu tiên giả độ kiếp kỳ trở xuống, bọn họ không thèm nhìn mà thôi. Kiều Tiểu Kiều hỏi dò, vậy ý của ngươi là, Hạ Thiên và chúng ta cũng đều bị giám sát. Vấn đề này của ngươi rất mấu chốt, chỉ là ta tạm thời không thể trả lời trực tiếp cho ngươi biết được. Biểu hiện của ngũ hành lão tổ dần dần ngưng trọng, hắn ta cũng biết mình đang thừa nước đục thả câu, nhưng hắn ta không làm không được. Có một số việc nói thẳng ra. Nhất định sẽ bị một số tồn tại phát giác, chúng ta nên nói chuyện của dạ đế đi. Nói xong chuyện xưa của hắn ta, các ngươi nhất định sẽ hiểu được nguyên nhân trong đó. Hạ Thiên thờ ơ nói, vậy thì ngươi nói nhanh lên. Vừa nãy đang nói đến chỗ dạ đế phi thăng chân tiên giới. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu, nhắc nhở một câu, tiếp theo hẳn là quan hệ giữa liên minh tu tiên và dạ đế, còn có nghịch thiên bát châm từ đâu đến. Không sai. Ngũ hành lão tổ nói, sau đó cầm một ngũ hành quả lên, không ngần ngại bỏ vào trong miệng, nói tiếp, thật ra, sau khi dạ đế phi thăng đến cái gọi là chân tiên giới không bao lâu, liền phát hiện không thích hợp. Cuối cùng, hắn ta lần theo dấu vết như tơ nhện, một đường điều tra, rốt cuộc phát hiện được chân tướng. Cái gọi là chân tiên giới, thật ra chính là liên minh tu tiên ngụy tạo ra. Mục đích của liên minh tu tiên làm như vậy là vì cái gì? Kiều Tiểu Kiều có chút không hiểu, tinh vực bên dưới xuất hiện tu tiên giả có thể phi thăng chân tiên giới, bọn họ hẳn cũng cảm thấy vinh dự chứ. Ngũ hành lão tổ không khỏi cười nhạo, vinh dự thì làm được cái gì? Đám lão quái vật đó độ kiếp phi thăng không thành, nhưng lại không cam lòng tiến vào thiên nhân ngũ suy,
Vì thế bọn họ đã liên hợp lại chế tạo một chân tiên giới giả, dụ dỗ tu tiên giả độ kiếp kỳ của những tinh vực khác tiến vào, sau đó chậm rãi ép lấy kiếp lực của những vị tu tiên giả đó, dùng để trì hoãn lực sinh mệnh bị suy kiệt của mình. Căn cứ theo giả đế đã điều tra, liên minh tu tiên thành lập 10 vạn năm trước, ít nhất có mấy trăm vị tu tiên giả độ kiếp kỳ trúng cái bẫy này, cuối cùng bị đám lão quái vật đia chia nhau ăn gần như không còn, thậm chí cơ hội tiến vào luân hồi cũng mất. Kiều Tiểu Kiều cau mày, có chút khó mà tiếp nhận thuyết pháp này. Cũng không phải nàng có ấn tượng tốt đối với liên minh tu tiên mà nàng cảm thấy là tu tiên giả độ kiếp kỳ, không thể có tư tưởng nhỏ hẹp như vậy, cũng không thể dùng thủ đoạn hèn hạ như thế. Trong suy nghĩ của nàng, tu tiên giả chân chính khi đứng trước đại đạo ma diệt, hẳn phải có tư thái không biết sợ. Bằng không, thật sự có lỗi với những năm tháng tu hành dài đằng đẵng của mình. Có phải ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng không? Ngũ hành lão tổ cười khẽ, lắc đầu cảm thán, thật ra, ngay từ đầu ta cũng không tin, nhưng đám lão quái vật của liên minh tu tiên ích kỷ như vậy đấy, hèn hạ như vậy đấy, tầm nhìn hạn hẹp như vậy đấy. Đúng là có chút, khó có thể tưởng tượng. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, sau đó nói lên ý kiến của mình, thật ra, bọn họ hoàn toàn có thể giúp những tu tiên giả tinh vực khác, truyền thụ kinh nghiệm độ kiếp phi thăng của bọn họ, sau đó trợ giúp người khác tiến vào chân tiên giới. Vì như thế, sau khi người khác thành tiên, chẳng lẽ còn quên chỗ tốt của bọn họ sao? Bọn họ sẽ nhận được phản hồi không phải càng nhiều hơn sao? Ngũ hành lão tổ cười khẽ, có chút hâm mộ, tu hành đến độ kiếp kỳ vẫn có thể duy trì suy nghĩ trong sáng như thế, thật sự khó mà có được. Điều này nói rõ dạ đế khai sáng con đường này quả nhiên chính xác. Ngươi nói vậy là có ý gì? Kiều Tiểu Kiều hỏi. Các ngươi cứ nghe tiếp. Ngũ hành lão tổ cũng không trả lời, tiếp tục nói về cố sự của dạ đế. Sau khi phát hiện âm mưu của liên minh tu tiên, dạ đế đã dẫn đầu một tổ chức gồm các tu tiên giả độ kiếp kỳ cũng rơi vào bên trong, cùng nhau phá giới mà ra, trực tiếp đánh một trận với đám lão quái chuẩn tiên tự xưng là chí tôn kia. Kết quả hai bên đều có tử thương nhưng tổng thể mà nói, bên phía dạ đế tổn thất lớn hơn, nhưng nội bộ liên minh tu tiên, cũng không phải ai cũng ủng hộ đám lão quái chuẩn tiên đó, cho nên dạ đế cũng có được cơ hội thở dốc. Trong trận đại chiến đó, dạ đế còn phát hiện một chuyện quỷ dị, đó chính là mặc kệ hắn ta dùng công pháp gì, đối phương dường như đều sớm có ứng đối. Thậm chí còn có mấy tu tiên giả độ kiếp kỳ nửa đường đột nhiên phản bội, khiến cho kế hoạch của bọn họ thất bại. Ban đầu, hắn ta vốn tưởng rằng đám lão quái đó có bản lãnh khống chế lòng người, về sau hắn ta phát hiện thì ra không phải như vậy. Thế rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kiều Tiểu Kiều nghi hoặc không thôi. Gương mặt ngũ hành lão tổ hiện lên sự khinh thường, chậm rãi nói, đám lão quái chuẩn tiên của liên minh tu tiên để có thể khống chế tu tiên giả tất cả tinh vực dưới trướng, đã sớm hoán cải công pháp tu tiên cơ sở của các tông môn trong chư thiên vạn giới. Chỉ cần ngươi bước lên con đường tu tiên, trong cơ thể của ngươi sẽ xuất hiện hạt giống thiên đạo do bọn họ gieo xuống. Cảnh giới ngươi càng cao, hạt giống này sẽ càng mạnh. Muốn loại bỏ hạt giống thiên đạo, biện pháp duy nhất chính là độ kiếp, dùng thiên kiếp chỉ uy đánh nát hạt giống này. Nhưng đám lão già liên minh tu tiên đã ngụy tạo một chân tiên giới, đồng thời ngụy tạo một độ kiếp mộng cho tất cả tu tiên giả độ kiếp kỳ. Chỉ cần ngươi nằm mơ, ngươi sẽ cho rằng mình độ kiếp thành công. Chờ mộng vừa tỉnh, người đã ở bên trong chân tiên giới ngụy tạo của bọn họ. Kiều Tiểu Kiều hỏi, người nói mộng đó là cái gì? Ngũ hành lão tổ thản nhiên nói, một dòng sông thời không từ tuyên cổ mà đến, cùng với một cái cửa lớn màu vàng nối liền trời và đất. Ồ, Hạ Thiên nghe xong, không khỏi ngồi bật dậy, ta đã từng nằm mơ thấy nó, mà còn những hai lần. Người đã nằm mơ nhìn thấy nó. Gương mặt ngũ hành lão tổ hiện lên vẻ ngoài ý muốn, không thể nào. Nếu ngươi đã nằm mơ thấy nó, bây giờ ngươi phải ở chân tiên giới ngụy tạo rồi mới đúng, vì sao lại ở đây? Tiếp theo, hắn ta lại nghi hoặc hỏi một câu, còn nữa, vì sao ngươi nằm mơ những hai lần? Hạ Thiên nhếch miệng, vậy thì ta cũng không biết rõ nữa. Lần đầu tiên là khi ta đánh nhau với tên thần tướng gì đó, cướp một phần kiếp lực trên người hắn ta. Sau đó thì ta nằm mơ. Theo như ngươi nói, trong mơ ta thấy một con sông lớn, trong sông chẳng những có nhật nguyệt sao trời mà còn có vô số người lẫn quái vật. Đằng xa là một cánh cửa kim quang. Tuy nhiên, ta không giống mấy người kia, ta đi ngược dòng. Giọng điệu của Hạ Thiên vô cùng lười biếng,
mang theo sự hờ hững không chút che giấu. Lần thứ hai, ta không nhìn thấy cánh cửa kia nữa, nhưng ta thấy một con sông, còn gặp được cái gọi là Huyền Hoàng Đạo Nguyên nhân. Huyền Hoàng Đạo Nguyên, Ngũ Hành Lão Tổ sửng sốt, ta không biết cái này là gì. Nhưng giấc mộng lần thứ nhất của ngươi hẳn có liên quan đến việc ngươi tiếp xúc với vị thần tướng đó, cho nên giấc mơ đã tự động phát động, cũng chính là cánh cửa mà đám lão quái chuẩn tiên đã sắp xếp. Nhưng ngươi không hề cắn câu, trong này cũng có công lao của Dạ Đế. Hạ Thiên bất mãn nói, đây là chuyện của ta, liên quan gì đến Dạ Đế? Cái mà ngươi dựa phải còn không phải nghịch thiên bát châm sao? Ngũ Hành Lão Tổ cười khẽ, nói với Hạ Thiên, nhưng môn công pháp này vừa lúc là môn thần thông Dạ Đế dùng để đối kháng lại âm mưu của đám lão quái chuẩn tiên mà cố ý tạo ra. Chuyện này ngươi nên nói cho cẩn thận. Kiều Tiểu Kiều hiển nhiên cũng bị khơi gợi lên hứng thú. Nàng xác thực muốn biết sự tồn tại của nghịch thiên bát châm. Sau khi Dạ Đế tìm thấy căn nguyên âm mưu của liên minh tu tiên, đã bắt đầu phản kích. Ngũ Hành Lão Tổ cũng biết Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều cảm thấy hứng thú nhất chính là chuyện này, vì thế đã tiếp tục nói. Hắn ta đã bỏ ra 1.000 năm thời gian, thu thập tất cả các công pháp cơ bản trong từng tinh vực, sau đó tốn thêm hơn 2.000 năm để nghiên cứu từng cái, cuối cùng tìm được một con đường tắt có thể tránh được hạt giống thiên đạo. Nhưng chính bản thân hắn ta lại không cách nào tu luyện được con đường tắt này. Bởi vì trong 3.000 năm thời gian, hắn ta đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, hơn nữa cũng đã bị đám lão quái chuẩn tiên khóa chặt vị trí, có thể giết chết bất cứ lúc nào. Cho nên, hắn ta đã mang hết suy nghĩ trong hơn 3.000 năm qua cùng với cách phá giải hạt giống thiên đạo viết thành một bộ sách, tổng cộng 4 bộ, đặt tên là Nghịch Thiên Chân Kinh. Lúc này, Ngũ Hành Lão Tổ yên lặng nhìn Hạ Thiên, Nghịch Thiên Bát Châm của ngươi chính là công pháp hạch tâm bên trong Nghịch Thiên Chân Kinh. Kiều Tiểu Kiều rốt cuộc cũng nghe được cái mình cần nghe. Tâm trạng nhẹ nhõm, nhưng vẫn có nhiều nghi hoặc, sau đó thì sao? Vì sao bộ chân kinh này lại biến thành Dạ Thiên Thư? Rồi vì sao nó lại biến mất, chỉ còn một số tàn trang lưu truyền đến ngày nay? Dạ Đế đã phạm vào một sai lầm nhỏ, nhưng cũng vì sai lầm nhỏ này mà trả một cái giá rất lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngũ Hành Lão Tổ nhớ đến chuyện cũ, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hắn ta đã sao chép Nghịch Thiên Chân Kinh thành mấy trăm vạn bản, không ràng buộc giao cho tông môn tu tiên ở từng tinh vực, đồng thời còn công khai âm mưu của đám lão quái chuẩn tiên ở cửu giới, thuận tiện công khai luôn toàn bộ nội dung của Nghịch Thiên Chân Kinh, nói chẳng quản là ai, mặc kệ chủng tộc gì, chỉ cần không muốn bị lão quái chuẩn tiên nô dịch thì đều có thể tu hành Nghịch Thiên Chân Kinh của hắn ta. Ánh mắt Kiều Tiểu Kiều hiện lên sự sợ hãi lẫn thán phục, như vậy là xong rồi. Ngươi nói đúng. Ngũ Hành Lão Tổ mỉm cười bất đắc dĩ, căn bản, không cần đám lão quái chuẩn tiên ra tay, tất cả tu tiên giả, mặc kệ ở cảnh giới gì đều cho rằng Dạ Đế là một tên lừa gạt, một đại ma đầu đảo loạn liên minh tu tiên, trực tiếp tấn công hắn ta, còn tự chủ hành động, đoạt lấy toàn bộ Nghịch Thiên Chân Kinh, tiến hành tiêu hủy. Ngu ngốc, Hạ Thiên nhếch miệng, chỉ đánh giá hai chữ, cũng không biết hắn nói là Dạ Đế hay là đám tu tiên giả ngu muội kia. Hắn làm như thế xác thực có thiếu cân nhắc. Kiều Tiểu Kiều thoáng suy nghĩ vài giây, sau đó có chút không hiểu hỏi, hắn ta hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn ôn hòa, hoặc đợi đến khi có thành quả thì mới phát triển ra. Ngươi nói đúng, lúc đó ta cũng khuyên hắn ta như vậy. Ánh mắt Ngũ Hành Lão Tổ hiện lên hồi ức, sau đó lắc đầu nói, nhưng với tính cách của Dạ Đế, từ trước đến nay hắn ta sẽ không ủy khuất cầu toàn, càng không hiểu làm cách nào để tiến hành một cách có chất lượng. Từ trước đến nay, hắn ta luôn truy cầu một bước đúng chỗ. Hạ Thiên cũng tán đồng suy nghĩ này, có thể một bước đúng chỗ, tại sao lại phải lãng phí thời gian chứ? Nhưng trong nhân thế, chưa từng có chuyện gì có thể một bước đúng chỗ cả. Kiều Tiểu Kiều khẽ lắc đầu, nói với Hạ Thiên, tính cách của Dạ Đế và chàng giống nhau đến mấy phần. Vợ Tiểu Kiều, ta và tên ngốc đó hoàn toàn không có một chút giống nhau nào. Hạ Thiên nhếch miệng. Giọng điệu đương nhiên, nếu là ta trực tiếp xử lý đám lão quái chuẩn tiên đó luôn, không cần bỏ ra quá nhiều thời gian làm cái này làm cái kia. Nhưng nếu ngươi đánh không lại bọn họ thì sao? Ngũ Hành Lão Tổ hỏi ngược lại. Không tồn tại tình huống này. Hạ Thiên lười biếng trả lời, bọn họ chẳng qua chỉ là độ kiếp kỳ mà thôi, có cái gì đánh không lại. Ngũ Hành Lão Tổ chỉ cười khẽ, không nói thêm câu nào,
nhưng lại cảm khái một câu, nếu năm đó Dạ Đế cũng có suy nghĩ này như ngươi, có lẽ hắn ta sẽ thành công. Đương nhiên, thật ra còn có nguyên nhân sâu xa hơn khiến cho hắn ta không thể làm như thế, cũng không cách nào làm như thế. Kiều Tiểu Kiều hỏi tiếp, sau đó thì sao? Ngũ Hành Lão Tổ nhớ lại một chút, sau đó nói, về sau, đám lão quái chuẩn tiên muốn trừng phạt Dạ Đế, nhưng Dạ Đế cũng không ngồi im khoanh tay chịu chết, thế là hai bên lại tiến hành một trận đại chiến. Còn kết quả, theo như thuyết pháp mà Liên Minh Tu Tiên lưu truyền xuống, chính là Hỗn Độn Thiên Ma Dạ Đế đã bị giết chết trong trận chiến đó, bốn quyển Nghịch Thiên Chân Kinh cũng bị đổi tên thành Dạ Thiên Thư, liệt vào cấm thư trong Liên Minh Tu Tiên. Một khi phát hiện, nhất định phải tiêu hủy ngay tại chỗ, không được truyền đọc. Tinh vực Dạ Đế xuất thân cũng bị phế thành tiên khí chi địa, dùng làm chỗ lưu vong. Tiên khí chi địa chính là trái đất, Kiều Tiểu Kiều hỏi. Không chỉ trái đất, mà là cả một tinh vực. Ngũ Hành Lão Tổ giải thích, không giống như thiên văn học của trái đất các ngươi phân chia, mà là phạm vi do Liên Minh Tu Tiên quyết định. Cụ thể có bao nhiêu, bây giờ ta cho các ngươi xem một chút. Nói xong, hắn ta bỗng nhiên phất tay. Chỉ thấy hoàn cảnh trong phòng bỗng dưng thay đổi. Mặt đất biến thành tinh không vô tận, chậm rãi lưu động, đến gần một tinh vực. Trung tâm tinh vực chính là trái đất. Bên ngoài trái đất có mấy trăm hành tinh. Tuy nhiên, Kiều Tiểu Kiều phát hiện mấy trăm hành tinh này cùng với tinh cầu mà nàng biết hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như 8 hành tinh lớn, toàn bộ không nằm trong đây. Ngược lại mặt trăng vẫn bám vào trái đất như cũ. Điều quỷ dị chính là, bên dưới trái đất có một vòng tròn ánh sáng kỳ quái đang lóe sáng, mơ hồ hấp thu khí tức của trái đất. Đây là, Kiều Tiểu Kiều không nhịn được liền hỏi. Ngũ Hành Lão Tổ lập tức trả lời, đây chính là tiên khí chi địa mà Liên Minh Tu Tiên phân chia. Trong đó trái đất chính là nơi sinh ra của Dạ Đế, cho nên được trọng điểm chiếu cố. Vòng ánh sáng lóe lên kia chính là Đạo Uyên cấm chú. Có cấm chú này, linh khí trái đất vĩnh viễn sẽ bị khống chế trong giới hạn cực thấp. Lông mày Kiều Tiểu Kiều cau lại, nàng cực kỳ không thích cảm giác bị hạn chế, chẳng lẽ không có cách nào thoát khỏi trói buộc này hay sao? Đương nhiên là có, Ngũ Hành Lão Tổ cũng không trực tiếp trả lời, chỉ cảm thán nói. Dạ Đế cũng mất tích từ đó, nhưng hắn ta để lại cho ta một ngọc giản, trong đó dặn dò một số việc. Quan trọng nhất chính là yêu cầu ta cắt ra tất cả tinh vực của tiên khí chi địa, sau đó từng bước thanh tẩy vết tích Liên Minh Tu Tiên lưu lại. Khi nói, từng tinh vực lại có chút thay đổi. Mỗi một tinh vực đều được ngăn cách bởi những đạo khí chướng. Khí chướng này dán lại với nhau, biến thành những cái hộp. Những cái hộp lại được một con rắn nối lại như khớp nối. Ánh mắt Kiều Tiểu Kiều hiện lên sự cảnh giác, lạnh lùng nói, đây chính là tình huống mà ta và Hạ Thiên khi tiến vào thế giới này đã nhìn thấy. Đây là chuyện mà ta đã làm 2 vạn năm trước, Ngũ Hành Lão Tổ chỉ vào những hộp tinh cầu được ngăn cách với nhau, sau đó đưa tay lật một cái, cách không lấy một cái hộp lớn chừng bàn tay, những cái hộp nhỏ này chính là pháp trận cỡ nhỏ dùng để truyền tống. Mỗi một thế giới đều ứng đối với một cái hộp, được gọi là hộp mê uyên. Cái trong tay của ta có liên quan đến trái đất. Nói xong, hắn ta ném cái hộp về phía Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, các ngươi giữ cái này đi. Kiều Tiểu Kiều hỏi, chỉ cần mở cái hộp này ra, mặc kệ chúng ta ở đâu cũng đều có thể quay về trái đất sao? Không sai, gương mặt Ngũ Hành Lão Tổ hiện lên thái độ ngạo nghễ, sau đó bổ sung, các ngươi hẳn cảm thấy hơi lạ, thậm chí muốn hỏi vì sao lại không trực tiếp kiến tạo truyền tống trận. Hạ Thiên bĩu môi nói, chúng ta không cảm thấy kỳ quái, cũng không muốn hỏi vì sao. Ngũ Hành Lão Tổ bị lời nói của Hạ Thiên làm cho hụt hẫng, nhưng rất nhanh điều chỉnh tâm trạng, bởi vì truyền tống trận rất dễ dàng bị Liên Minh Tu Tiên phát hiện, còn ta nghiên cứu ra được hộp mê uyên, có thể ngăn cách được sự giám sát của Liên Minh Tu Tiên. Chỉ cần là ở tiên khí chi địa, các ngươi muốn đi đâu, cứ mở hộp ra là được. Chỉ sợ không hào phóng được như vậy. Kiều Tiểu Kiều vuốt ve cái hộp, không mặn không nhạt nói, ta cũng không thể mang trên người một đống hộp như vậy được, hơn nữa người chúng ta cũng nhiều, chẳng lẽ dùng chung một cái hộp. Ta tạo ra hộp mê uyên sao lại để cho chuyện không tiện xảy ra chứ? Ngũ Hành Tông hiển nhiên đã sớm có dự liệu, cười nói, chỉ cần bỏ ra một sợi thần thức là có thể ngưng luyện thành một chìa khóa. Khi khởi động, rót linh khí vào trong chìa khóa là có thể dùng được. Kiều Tiểu Kiều chợt nhớ đến một chuyện. Vội thấp giọng nói với Hạ Thiên, chồng,
cái hộp mà chàng và A Cửu phát hiện ở Thiên Ngoại Thiên, có phải giống với cái này hay không? Không, cái kia là hộp âm nhạc. Hạ Thiên nhớ lại một chút, sau đó đáp, bên trong có pho tượng đao khách. Nghe muội muội chân dài nói, khi mở ra, bên trong sẽ phóng ra một vệt kim quang rồi biến mất. Kiều Tiểu Kiều lại nhìn Ngũ Hành lão tổ, người giao cái hộp này cho chúng ta, hẳn phải có một số điều kiện chứ. Đương nhiên là có điều kiện rồi. Ngũ Hành lão tổ ngửa đầu cười ha hả, nếu ta không đề cập đến điều kiện, các ngươi cũng sẽ không thoải mái thu nhận, thậm chí còn hoài nghi ta có ý khác. Không cần hoài nghi, ngươi chính là có ý khác. Hạ Thiên cười nói, nhưng không sao. Nếu dụng tâm của ngươi gây bất lợi cho chúng ta, đến lúc đó, ta trực tiếp xử lý ngươi là được. Ngũ Hành lão tổ khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến đối với Hạ Thiên. Qua một hồi lâu, hắn ta mới chậm rãi nói, điều kiện của ta rất đơn giản. Nếu có một ngày, các ngươi phá vỡ được giam cầm của Liên Minh Tu Tiên, phi thăng chân tiên giới, mong rằng các ngươi hãy dìu dắt Bắc Hãn giới chúng ta một hai. Điều này đơn giản thôi. Kiều Tiểu Kiều cũng không từ chối, lại có chút hiếu kỳ, tuy nhiên, người cứ như vậy mà xác định chúng ta làm được. Ngũ Hành lão tổ kiên định đáp, thọ nguyên của ta không nhiều, có cơ hội đọ sức cũng chỉ một lần. Thế Dạ Đế đâu, hắn ta làm nhiều chuyện như thế, mục đích cuối cùng là cái gì? Kiều Tiểu Kiều nhìn không được hỏi tiếp, là muốn chúng ta giúp hắn ta vặn ngã đám lão quái chuẩn tiên của Liên Minh Tu Tiên, báo thù cho hắn ta. Hay là giúp tiên khí chi địa giải khai cấm chú trùng điệp trói buộc. Cái này thì ta cũng không rõ nữa. Ngũ Hành lão tổ lắc đầu, hơi nheo mắt lại, hắn ta nói, chỉ cần dựa theo kế hoạch của hắn ta mà tiến hành, lúc đó hết thảy nước chảy thành sông. Kế hoạch của hắn ta là gì, chúng ta cũng không biết. Kiều Tiểu Kiều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ngũ Hành lão tổ yên lặng nhìn Hạ Thiên, hắn ta muốn làm cái gì? Kế hoạch của Dạ Đế chính là gì? Mặt Hạ Thiên không chút biểu cảm, ngáp một cái, mấy lời ngu ngốc này của các ngươi, biên như thế nào, tròn méo ra sao, cuối cùng cũng rơi xuống người ta, các ngươi không cảm thấy phiền sao? Quả thật hơi phiền, Kiều Tiểu Kiều cũng lắc đầu, nếu các ngươi cảm thấy dùng thủ đoạn này có thể kéo Hạ Thiên đến bên cạnh, vậy thì các ngươi sai rồi. Không phải lôi kéo thì là tính toán. Ngũ Hành lão tổ thản nhiên nói, hết thảy đều là kết quả thuận lý thành chương. Các ngươi đến đây mặc dù có chút động tay nho nhỏ, nhưng cũng là ý chí của các ngươi cho phép. Tiếp theo, giọng nói của hắn ta chợt trở nên tang thương, ánh mắt chăm chú nhìn Hạ Thiên, nếu ta không có đoán sai, ngươi chính là Dạ Đế chính là ngươi. Chỉ như vậy, Hạ Thiên khinh thường nói, ta có thể nói ngươi đoán sai rồi. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Ta chính là ta chẳng phải bất kỳ người nào. Không phải là ai chọn chúng ai. Cũng không phải ai chuyển thế, càng không phải là người phát ngôn của ai cả. Mặc kệ là các ngươi hay là Liên Minh Tu Tiên, muốn tính toán ta, người đó hãy làm tốt tâm lý bị ta xử lý. Nói xong, Hạ Thiên cảm thấy cực kỳ tẻ nhạt, liền quay sang nói với Kiều Tiểu Kiều, vợ Tiểu Kiều, chúng ta đi thôi. Nơi này nhàm chán quá, nghe nói nhảm cả nửa ngày, kết quả chỉ là cố sự rắm chó không kêu. Nếu hai người muốn rời đi, tùy ý thôi. Ngũ Hành lão tổ hoàn toàn không phản bác Hạ Thiên, chỉ nói, tuy nhiên, có một người, các ngươi hãy mang đi cùng. Kiếp chủ, ta muốn ở lại, cả đời phụng dưỡng người. Ánh mắt Chiêm Mộ Tư hiện lên sự mừng rỡ, nhưng gương mặt lại hiện lên sự bi thương, quỳ xuống với Ngũ Hành lão tổ. Ngũ Hành lão tổ nhìn cũng không thèm nhìn hắn ta, tiện tay điểm một cái, một chìa khóa bay ra ngoài rơi vào lòng bàn tay Kiều Tiểu Kiều. Đây là chìa khóa hộp Mê Uyên thông đến Tiên Vân Đại Lục, chân thân Nhiếp Tử Hùng các ngươi muốn tìm bị giam bên trong. Hắn ta không có chìa khóa, cũng chưa đạt đến độ kiếp kỳ, lại vọng động hộp Mê Uyên, cho nên hắn ta mới bị nhốt ở thông đạo. Nếu các ngươi muốn rời khỏi, vậy thì hãy mang hắn ta đi cùng. Kiều Tiểu Kiều nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó nhận lấy chìa khóa, bất kể nói như thế nào, ta cũng phải đa tạ ngươi. Không cần đa tạ. Ngũ Hành lão tổ khoát tay, hy vọng các ngươi có thể đi nhanh. Mặc kệ là phá vỡ gông cùm xiềng xích của Liên Minh Tu Tiên hay là phi thăng chân tiên giới, đối với chúng ta đều là ân huệ lớn lao. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian, trực tiếp khởi động chìa khóa thông đến Tiên Vân Đại Lục. Chỉ thấy một vòng sáng xuất hiện,
giống như thoát ra khỏi một cái hộp nào đó. Rất nhanh, Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều biến mất không thấy đâu. Một lúc lâu sau, Chiêm Mộ Tư bỗng dưng lên tiếng, kiếp chủ, bọn họ sẽ tin tưởng sao? Bọn họ tin hay không cũng không quan trọng. Ngũ hành lão tổ lạnh lùng nói, dù sao chỗ của ta cũng chỉ là chỗ dừng chân bọn họ phải trải qua mà thôi. Gương mặt Chiêm Mộ Tư hiện lên vẻ đăm chiêu, một lúc lâu sau mới nói, Hạ Thiên thật sự là dạ đế sao? Có phải hay không, điều này quan trọng lắm sao? Ngũ hành lão tổ hỏi ngược lại. Nếu đúng, chúng ta nên diệt trừ cho thỏa đáng. Giọng điệu nói chuyện của Chiêm Mộ Tư cũng thay đổi, giống như có một linh hồn khác cũng đang lên tiếng, dạ đế kia không thể nào thành công. Cái gọi là nghịch thiên bát châm cũng là giả. Năm đó, hắn ta còn chưa nghiên cứu được châm thứ 8, chỉ vì hù dọa đám lão quái chuẩn tiên mới nói rằng châm thứ 8 có thể nghịch thiên. Vạn vật trên thế giới ai cũng sinh tồn dưới thiên đạo. Hạ Thiên hắn chẳng qua cũng chỉ là thiên đạo sinh ra, làm sao có thể nghịch được thiên. Ngũ hành lão tổ chậm rãi nhắm mắt lại, không phải Hạ Thiên có câu nói cửa miệng sao, chuyện không thể nào đều phát sinh mỗi ngày. Cho nên, chúng ta chỉ cần rửa mắt mà đợi là được rồi. Hắn tranh đấu với liên minh tu tiên có liên quan gì đến chúng ta chứ? Kiếp chủ, thế nhưng... Chiêm Mộ Tư không biết nghĩ đến điều gì, muốn nói rồi lại thôi. Không cần nhiều lời, ngươi lui xuống trước đi. Ngũ hành lão tổ cắt ngang suy nghĩ của Chiêm Mộ Tư, thuận miệng nói, còn nữa, liên minh tu tiên sẽ cử sứ giả đến. Hắn ta cũng nên biết địch nhân tương lai của bọn họ là ai. Rõ, Chiêm Mộ Tư gật đầu rời đi. Nhưng hắn ta vừa mới đóng cửa, đột nhiên cảm giác tim căng lên, không đợi hắn ta có phản ứng, cả người đã ngã ầm xuống đất. Ngũ hành lão tổ đang ở bên trong, nghe được động tĩnh, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Khi hắn ta đang định quát mắng, tim của hắn ta cũng căng lên. Một cơn đau nhói khó hiểu trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, không cách nào ức chế, cũng vô pháp làm tan biến. Chẳng lẽ, ngũ hành lão tổ vận ngũ hành kiếp lực, ngón giữa tay trái và ngón trỏ điểm trúng mi tâm. Mấy giây qua đi, chỉ thấy một ngân châm từ mi tâm hắn ta lộ ra ngoài. Không hổ danh là người được chọn, lại còn có chiêu này. Ngũ hành lão tổ cầm cây ngân châm, cười lạnh không thôi, tuy nhiên, người tìm nhầm người rồi. Ta ngưng ở độ kiếp kỳ 1 vạn năm, ngũ hành kiếp lực của ta đã sớm lô hỏa thuần thanh, chỉ thiếu một bước là bước vào cánh cửa chân tiên cảnh. Chút băng hỏa kiếp lực đó của ngươi đối với ta mà nói, chẳng qua là quá đắt. Hắn ta còn chưa nói hết, mặt đã biến sắc, há miệng phun ra một ngụm máu, cơ thể dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang giả yếu đi. Không, không thể nào. Ánh mắt dần dần khô cạn của ngũ hành lão tổ tràn ngập tuyệt vọng, lại khó có thể tin, sau đó mất đi thần thái, cũng không còn bất cứ âm thanh gì. Trong thông đạo Mê Uyên thông dẫn đến Tiên Vân Đại Lục. Ánh mắt Kiều Tiểu Kiều chuyển động nhìn Hạ Thiên, dò hỏi, chàng cảm thấy lời của hắn ta nói có mấy phần đáng tin. Hạ Thiên nhếch miệng, thật cũng được, giả cũng được, tất cả đều thả dám chó. Có lẽ có một số là sự thật. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt, tuy nhiên, chúng ta không có bất kỳ cái gì có thể tham chiếu, không thể nào xác định được cái nào là thật cái nào là giả. Hạ Thiên cảm thấy không cần thiết phải tốn thời gian đi làm rõ mấy chuyện đó, ta chẳng quan tâm hắn ta nói thật hay giả, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Liên minh tu tiên và chúng ta sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến. Kiều Tiểu Kiều biết tính cách của Hạ Thiên, từ trước đến nay không thích lãng phí trí nhớ cho những chuyện như thế, nhưng nàng không thể không suy nghĩ, những người đó đứng về bên nào, chúng ta phải tìm hiểu cho rõ ràng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, vợ Tiểu Kiều. Thật ra chúng ta không cần thiết phải biết rõ ràng. Không phân rõ địch bạn vậy thì không phân, cứ thẳng tay xử lý là được. Sao, Kiều Tiểu Kiều sửng sốt, trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì đó, vừa rồi chàng đã. Khi ra ngoài, ta đã thuận tay đâm cho bọn họ mỗi người một châm. Hạ Thiên lơ đễnh nói, nếu bọn họ thành thật, vậy thì không có việc gì. Nhưng nếu bọn họ dám nói xấu hoặc có ý đồ xấu với chúng ta, bây giờ bọn họ cũng đã chết rồi. Ngũ hành lão tổ đã là độ kiếp kỳ rất nhiều năm trước, tư lịch rất già. Kiều Tiểu Kiều có chút lo lắng nói, nếu bị hắn ta phát hiện, chúng ta có phải sẽ gặp phiền phức hay không? Vợ Tiểu Kiều, nàng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Hạ Thiên khinh thường nói, tư lịch lão thì có tác dụng gì?
thực lực không phân theo tuổi tác. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng. Vậy hai món mà hắn ta đưa cho có vấn đề hay không? Kiều Tiểu Kiều hỏi. Hạ Thiên thản nhiên đáp, bọn họ không thể ngu như vậy. Nói thì có thể nửa thật nửa giả, nhưng đồ thì không thể giả. Tại sao ta luôn có cảm giác đằng sau có hắc thủ đang điều khiển cái gì đó, dẫn dắt chúng ta đi vào một cái bẫy? Kiều Tiểu Kiều cau mày càng chặt hơn, thoáng có chút lo lắng. Vợ Tiểu Kiều, nàng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Hạ Thiên ôm Kiều Tiểu Kiều, cười nói, có ta ở đây, mặc kệ có hắc thủ hay không, dám đến thì ta sẽ một quyền xử lý hắn ta ngay. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười một tiếng, cũng đúng, mặc kệ đằng trước có ai cản trở, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Đang nói, thần quang bỗng nhiên thu vào, hai người bình ổn rơi xuống đất, xuất hiện bên trong một sơn cốc. Bốn phía đều là núi cao đen như mực, tất cả hoa cỏ cây cối đều có màu sắt thép, nhìn qua rất quỷ dị. Đây là nơi nào? Kiều Tiểu Kiều liếc nhìn chung quanh, phát hiện nơi này khá lạ, Tiên Vân Đại Lục có nơi này sao? Chưa chắc là Tiên Vân Đại Lục, Hạ Thiên đáp. Kiều Tiểu Kiều không khỏi có chút kinh ngạc, thế chàng không phải nói hai món đồ kia không có vấn đề gì sao? Vợ Tiểu Kiều, nàng vẫn cứ ngây thơ như thế. Hạ Thiên cười nói, vật kia không có vấn đề, nhưng có khả năng không đúng trọng tâm. Ta ngây thơ, Kiều Tiểu Kiều bật cười. Ngoại trừ Hạ Thiên, đoán chừng không có ai nói nàng ngây thơ. Đúng, nàng rất ngây thơ. Hạ Thiên nghiêm túc nói, tuy nhiên, so với tiểu muội chân dài, còn có cửu nha đầu, nàng thông minh hơn nhiều. Bọn họ ngốc lắm. Kiều Tiểu Kiều đang định nói cái gì đó, đột nhiên cau mày, có người đến. Lúc này, mấy chục bóng đen bay đến, rơi xuống gần Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều. Hai vị là ai? Tại sao lại xuất hiện ở cấm địa Thánh Ảnh Tông ta? Một người trong đó cao khoảng 3 mét, đen như mực, gương mặt đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, con người hiện lên kim quang. Những người còn lại không đeo mặt nạ, chỉ sơn mặt thành màu trắng. Hạ Thiên nhìn thấy hình ảnh đó, lập tức nhớ đến Bạch Vô Thường, tâm trạng liền cảm thấy khó chịu. Thánh Ảnh Tông, Kiều Tiểu Kiều lẩm bẩm cái tên, cảm giác có chút quen tai, nhưng cẩn thận nghĩ lại. Lại không có quá nhiều ấn tượng. Mấy bóng đen kia nhìn không được liền quát mắng, trưởng lão hỏi các ngươi nên nhanh chóng trả lời. Nếu không, ta một xiên đâm chết ngươi. À, lời còn chưa nói hết, người này đã bay ra ngoài, nện thật mạnh xuống đất, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã biến thành một luồng khói đen. Nam nhân mặt trắng giận dữ quát, bắt hắn lại cho ta. Khoan đã, Kiều Tiểu Kiều thả ra khí thế. Chấn những bóng đen đang đến gần, chúng ta đến từ Phiếu Miểu Tiên Môn, không biết các người có nghe qua hay không? Phiếu Miểu Tiên Môn, chưa từng nghe nói qua. Nam nhân mặt trắng nghe được bốn chữ này, đầu tiên là ngẩn ra, lại càng thêm nghi ngờ, nhìn quần áo và khí tức của các ngươi, hẳn là người ngoại vực. Vì sao các ngươi lại đến yêu vực của chúng ta? Yêu vực, Kiều Tiểu Kiều nghe được hai chữ này, rốt cuộc cũng nhớ lại, nơi này chính là yêu vực ở Vân Châu. Ta chưa từng nghe Vân Châu gì cả, nơi này của chúng ta là Uyên Châu. Nam nhân mày trắng gật đầu nói, hai vực này không liên quan với nhau vài vạn năm, vì sao hôm nay các ngươi lại tự tiên xông vào cấm địa Thánh Ảnh Tông ta? Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta nhận lời mời của Thiên Lang Yêu Vương Bách Thiên Lang đến đây, nhưng lạc đường, vừa lúc chúng ta nghỉ chân ở đây mà thôi. Thiên Lang Yêu Vương, vẫn chưa nghe nói qua. Ánh mắt nam nhân mặt trắng hiện lên sự nghi hoặc, sau đó dặn dò người bên cạnh, người gửi tín phủ về tông môn hỏi ý bọn họ xem thế nào. Đó không phải là Thiên Lang Yêu Quân sao? Hạ Thiên hỏi Kiều Tiểu Kiều, mấy chục năm không gặp, hắn ta lên trước à? Kiều Tiểu Kiều nghe Hạ Thiên hỏi, không khỏi mỉm cười, cứ xem là thế đi. Một lát sau, nam nhân mặt trắng nhận được tin tức, lập tức nói với Kiều Tiểu Kiều và Hạ Thiên, cái gì là Thiên Lang Yêu Vương? Chưa nghe nói qua. Nhưng tông chủ chúng ta muốn gặp các ngươi, mời đi. Ta chẳng biết tông chủ của các ngươi là ai cả, Kiều Tiểu Kiều nói. Nam nhân mặt trắng đáp, tông chủ chúng ta là một trong thất đại yêu vương của yêu vực Thánh Ảnh Vương. Chẳng lẽ ngoại vực các ngươi chưa nghe qua đại danh của tông chủ chúng ta sao? Đúng là như sét đánh bên tai, Kiều Tiểu Kiều xác thực chưa nghe nói qua nhưng ngoài miệng vẫn phải khách sáo một phen.
Thái độ nam nhân mặt trắng khá hơn một chút nhưng biểu hiện vẫn nghiêm khắc như cũ, lát nữa gặp tông chủ chúng ta, các ngươi tốt nhất đừng nên nói dối. Hỏi cái gì thì cũng nên thành thật trả lời. Tông chủ chúng ta chán ghét nhất là người nói láo, hơn nữa ngài ấy còn có thể phân biệt được các ngươi có nói dối hay không. Tất cả những người lừa gạt đều bị đánh vào trong hộp mê uyên. Hộp mê uyên, Kiều Tiểu Kiều nghe được cái tên này, lập tức liên tưởng đến hộp mê uyên mà ngũ hành lão tổ đã nói, rất có khả năng là cùng một vật. Nghĩ như vậy, Nhiếp Tử Hùng rất có thể đã bị nhốt ở đây. Nàng lại nhớ đến ngũ hành lão tổ nói muốn hai người dẫn Nhiếp Tử Hùng đi, chắc hẳn cũng chỉ nói có phân nửa. Rất nhanh, một đoàn người đã đến đại điện Thánh Ảnh Tông. Nam nhân mặt trắng đến trước điện, cao giọng nói, hồi tông chủ, hai người không rõ thân phận đã được đưa đến. Hạ Thiên bất mãn nói, cái gì mà không rõ thân phận? Không phải vừa nãy chúng ta đã nói rõ thân phận của mình với ngươi sao? Ai biết các ngươi nói là thật hay giả? Nam nhân mặt trắng hừ lạnh một tiếng, các ngươi nên thành thật một chút, vừa rồi ngươi còn giết một đệ tử của ta đấy. Hạ Thiên nhếch miệng, nếu ngươi không phục, có thể báo thù cho hắn ta. Cho bọn họ vào. Lúc này, bên trong đại điện vang lên một âm thanh vỡ vụn, có cảm giác nặng nề, giống như phát ra từ một sợi dây âm thanh bị phá thành mảnh nhỏ. Tiếp theo, cửa điện chậm rãi mở ra, hắc phụ cuồn cuộn từ bên trong tuôn ra ngoài. Các ngươi vào đi, nam nhân mặt trắng ngừng lại, nói với Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, nhớ kỹ, không được nói dối tông chủ của chúng ta. Hạ Thiên không thèm quan tâm đến hắn ta, ôm Kiều Tiểu Kiều chậm rãi bước vào trong đại điện. Trong đại điện, tia sáng mờ mịt, ngoại trừ sương mù màu đen thì không còn cái gì. Hai người các ngươi là ai? Âm thanh vỡ vụn kia lại vang lên, các ngươi đến từ đâu? Kiều Tiểu Kiều đáp lại, chúng ta đến từ Phiếu Miểu Tiên Môn, ta tên Kiều Tiểu Kiều, hắn tên Hạ Thiên. Ngươi nói láo, đi chết đi. Âm thanh kia nổi giận, hắc phụ trong đại điện bỗng dưng ngưng kết lại, biến thành vô số lợi khí nhỏ vụn, trong nháy mắt bao vây Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều lại. Cút sang một bên, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thổi tan luồng hắc phụ. Độ kiếp kỳ. Âm thanh kia có chút kinh ngạc, đã lâu rồi ta chưa gặp qua tu tiên giả độ kiếp kỳ. Hơn nữa còn những hai người, các ngươi thật sự là người của Phiếu Miểu Tiên Môn sao? Không tin thì ngươi có thể xem cái này. Kiều Tiểu Kiều lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là vật mà Nguyệt Thanh Nhã cố tình chế tạo cho mọi người, thuận tiện hành tẩu ở Tiên Vân Đại Lục. Vô số hắc phụ nhỏ vụn dính trên tấm lệnh bài, nhưng rất nhanh tiêu tán không thấy đâu. Ha ha, đúng là lệnh bài của Phiếu Miểu Tiên Môn. Bên trên còn có khí tức của Phiếu Miểu Tiên Tử nhưng rất nhạt. Âm thanh kia lẩm bẩm, trong giọng nói còn có chút mê luyến, sau đó lại hỏi, Phiếu Miểu Tiên Tử vẫn ổn chứ? Đương nhiên là ổn, nàng ấy là vợ của ta mà. Hạ Thiên nói thẳng, âm thanh kia đột nhiên ngưng lại, rồi lại cuồng tiếu lên, ha ha ha, đúng là buồn cười. Phiếu Miểu Tiên Tử là nhân vật như thế nào chứ? Mấy vạn năm trước, bản tọa đã từng gặp qua nàng ấy ở bàn đào tiên hội, đó là một vị tiên tử mỹ mạo đến cỡ nào, có thể ép vạn tiên khác, khiến bản tọa không khỏi tự ti mặc cảm, sao nàng ấy lại để ý đến loại người như ngươi được chứ? Kiều Tiểu Kiều phát hiện có chỗ không ổn, khoan đã, ngươi nói Phiếu Miểu Tiên Tử là ai? Âm thanh kia lạnh lùng nói, tất nhiên là người sáng lập ra Phiếu Miểu Tiên Tử chứ ai? Chẳng lẽ thế gian này còn có Phiếu Miểu Tiên Tử thứ hai? Thật ngại quá, trên thế giới chỉ có một Phiếu Miểu Tiên Tử mà thôi. Hạ Thiên thành thật đáp, đó chính là vợ thần tiên tỷ tỷ của ta, Nguyệt Thanh Nhã. Nguyệt Thanh Nhã là ai? Âm thanh kia hơi kinh ngạc, sau đó phản bác, Phiếu Miểu Tiên Tử chính là Mộng Quảng Hàn, là tiên tử đến từ Nguyệt Cung. Năm đó, sau khi tạm biệt nhau ở bàn đào tiên hội, chúng ta đã không còn cơ hội gặp lại. Chỉ nghe nói nàng ấy đến Tiên Vân Đại Lục tự lập môn phái. Đặt tên là Phiếu Miểu Tiên Môn. Nhưng trên thế gian này, ngoại trừ nàng thì không còn người nào gánh được bốn chữ Phiếu Miểu Tiên Tử. Đó là vì tên ngốc ngươi ít kiến thức quá. Hạ Thiên nhếch miệng, chẳng khác nào một tên trạch nam cả ngày đều ở nhà, biết cái gì là tiên tử chứ. Tiểu tử, ngươi đừng nên quá đáng. Âm thanh kia quát lớn với Hạ Thiên, bản tọa chỉ bởi vì các ngươi có liên quan đến Phiếu Miểu Tiên Môn mới gặp các ngươi một chút. Nếu ngươi còn dám hầu ngôn loạn ngữ nữa, bây giờ ta giết chết các ngươi. Hạ Thiên lại càng thêm không khách sáo,
lười biếng nói, nếu không phải vợ Tiểu Kiều muốn hỏi một số việc, ngươi cho rằng ngươi còn sống được đến bây giờ sao? Đúng là cuồng vọng, âm thanh kia cũng không nhịn được nữa, ngưng tụ khói đen cuồn cuộn quét về phía Hạ Thiên, nếu không dạy cho ngươi một bài học, ngươi sẽ cho rằng thánh ảnh yêu vương ta chỉ có hư danh. Loại khói đen này cũng không phải phàm phẩm, mà là mê uyên yêu vụ bản tọa tu luyện vạn năm mới hình thành. Nó mang theo một ma lực tiêu hồn thực cốt, phàm là vật có sinh mệnh, một khi bị nó thẩm thấu, trong nháy mắt sẽ ra chóc thịt bong, một lát sau sẽ biến thành vũng máu. Về phần hồn phách của các ngươi, tất nhiên sẽ thành chất dinh dưỡng cho khói đen. Ta chẳng quan tâm ngươi chỉ có hư danh hay không, nhưng khói này khó chịu thật. Hạ Thiên nhếch miệng, giữa ngón tay sáng lên một cây ngân châm, đâm thẳng vào khói đen cuồn cuộn kia. Băng hỏa kiếp lực cũng theo đó mà ra, tạo thành một luồng khí tuyền, cuốn hết khói đen vào trong. Chỉ sau vài giây, khói đen cuồn cuộn đầu tiên là bị hàn khí đông cứng, sau đó tự đốt cháy, trong nháy mắt bị thiêu đốt không còn, biến mất hoàn toàn. Cái này, không thể nào. Thánh ảnh yêu vương phát ra tiếng gào thét khó tin, mê uyên yêu vụ của ta còn có thể bị phá giải một cách tùy tiện như vậy, rốt cuộc ngươi là ai? Hạ Thiên nhếch miệng, ta là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Các ngươi thật sự là đệ tử của phiếu miểu tiên môn. Thánh ảnh yêu vương có chút lo sợ không yên, quát hỏi, bản tọa nhớ rõ tiên vân đại lục nằm trong danh sách chế tài của liên minh tu tiên, từ lúc nào nơi đó lại có thể nuôi dưỡng được hai tu tiên giả độ kiếp kỳ chứ? Xem ra ngươi cũng biết một chút đấy. Lông mày Kiều Tiểu Kiều hơi giãn ra, cười nói, vậy ngươi nên ăn nói cho cẩn thận. Thánh ảnh yêu vương hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng các ngươi biết chút pháp thuật còn con thì có thể chi phối bản tọa. Các ngươi là độ kiếp kỳ, ta cũng là đại yêu vương. Ta muốn giết các ngươi vẫn dễ như trở bàn tay. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn quay sang nói với Kiều Tiểu Kiều, vợ Tiểu Kiều, nàng không cần phải tốn nhiều thời gian với tên ngu ngốc đó. Kiều Tiểu Kiều gật đầu, chúng ta cứ bắt hắn ta lại rồi tra hỏi. Đi. Hạ Thiên mỉm cười nói, ta cho ngươi 3 giây, nếu không muốn đau đớn thì tự mình cút ra đây. Đúng là buồn cười, thánh ảnh yêu vương hiển nhiên bị lời nói của Hạ Thiên chọc giận, các ngươi xem bản tọa là ai, là tiểu yêu quái mặc cho các ngươi cầm nắm sao. Nơi này là thánh ảnh điện, là địa bàn của bản tọa. Trước đó, ta còn muốn thả một ngựa cho các ngươi. Đáng tiếc các ngươi lại muốn chết, vậy các ngươi cũng đừng trách ta không niệm tình phiếu miểu tiên môn. Tại sao đám ngu ngốc các ngươi lại không chịu tiếp thu bài học nhỉ? Hạ Thiên lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, mấy thứ khói rẻ rách này của ngươi vô dụng đối với ta. Thánh ảnh yêu vương hiển nhiên không nghĩ như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi mở mang tầm mắt. Yên phân mê yên, lên. Bên trong đại điện, gió tự dưng nổi lên. Theo sát cuồng phong là một luồng khói đặc hư thối. Loại hôi thối này giống như thi thể chất đống vạn năm tạo thành. Cho dù chỉ có một chút nhưng cũng có thể khiến người ta thối đến mức phải nôn ra máu. Hạ Thiên nhếch miệng, lấy ra định hải thần châm đâm tới luồng khói đặc đó. Trong luồng khói dày đặc còn có vô số quỷ binh khô lâu gào thét mà đến, dương nanh múa vuốt xông đến Kiều Tiểu Kiều. Tâm hài, đi! Kiều Tiểu Kiều cũng không nhàn rỗi, triệu hồi trúc kiếm mà mình mới có được, vận phiếu miểu bộ chém về phía trước. Kiếm mang lóe lên, lướt qua đám khô lâu quỷ binh. Đợi đến khi Kiều Tiểu Kiều thu kiếm, chỉ thấy đám khô lâu quỷ binh biến thành tàn ảnh, theo gió tiêu tán. Kiếm pháp của ngươi là gì? Giọng nói của thánh ảnh yêu vương hiện lên sự kinh ngạc, tại sao phiếu miểu tiên môn lại có được kiếm pháp lợi hại như thế? Hạ Thiên nhếch miệng, lợi hại không phải kiếm pháp mà là người dùng kiếm. Ngay cả cái này mà ngươi cũng không rõ, cách cục của ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu. Làm càn, thánh ảnh yêu vương hiển nhiên bị kích thích. Không thể tiếp nhận được sự thật, bổn yêu vương muốn các ngươi chết. Mê thiên đại vụ, lên cho ta, Hạ Thiên tiện tay bắn một cây ngân châm ra ngoài. Thánh ảnh yêu vương còn chưa nói xong, chỉ thấy trần nhà có một thứ rơi xuống. Tròn vo, giống quả cầu, không ngừng nhảy nhót xung quanh. Hạ Thiên nhẹ nhàng dẫm một chân xuống vật kia. Ngươi chính là thánh ảnh yêu vương. Hạ Thiên cúi đầu nhìn xuống người mình đang dẫm dưới chân. Khinh thường nói, chỉ bằng ngươi đổi tên thành thánh ảnh ải tử vương đi. Kiều Tiểu Kiều cũng nhìn sang, phát hiện thánh ảnh yêu vương là một người lùn cao chưa đến 1m2. Đầu thô,
người tròn vo, tứ chi ngắn, có chút tương tự với một loại côn trùng nào đó trên trái đất. Lớn mật, các ngươi dám trêu đùa bản tọa. Thánh ảnh yêu vương giận tái mặt, há miệng phun ra khói đen cuồn cuộn, mê thần yêu, a. Nhắm mắt lại cho ta. Hạ Thiên nhìn thấy, cực kỳ khó chịu, một cước đạp đến, đạp cho hắn ta răng rơi đầy đất, đau đến nước mắt nước mũi phun ra ngoài, khói đen cũng bay trở vào trong miệng. Thánh ảnh yêu vương ho khan một hồi mới liều mạng giãy giụa, ta là đại yêu vương. Nếu các ngươi dám bất kính với ta, mấy trăm vạn yêu binh dưới trướng của ta sẽ trực tiếp san bằng phiếu miểu tiên môn các ngươi. Hạ Thiên khinh thường nói, ngay cả loại hàng như ngươi cũng không qua được một chiêu của ta, ngươi cảm thấy đám yêu binh kia có tác dụng gì không? Ngươi, thánh ảnh yêu vương trong nháy mắt không còn lời nào để nói, nhưng rất nhanh đã phản bác, cho dù các ngươi là độ kiếp kỳ thì sao? Trước mặt yêu binh vô cùng vô tận, các ngươi có thể giết được bao nhiêu, giết trong bao lâu? Còn không phải cuối cùng hao tổn hết linh khí mà bỏ chạy sao? Độ kiếp kỳ giống như ta, phiếu miểu tiên môn có ít nhất 20-30 người. Ánh mắt Kiều Tiểu Kiều tràn đầy ý cười. Nàng bình tĩnh nói, người phái đến bao nhiêu yêu binh cũng không quan trọng, bởi vì cuối cùng bọn chúng cũng chỉ rơi vào kết cục diệt tộc mà thôi. 20-30 độ kiếp kỳ. Ha ha ha. Thánh ảnh yêu vương nghe xong, buồn cười muốn chết, bản tọa sống hơn 10.000 năm. Đây là lần đầu tiên nghe được câu chuyện buồn cười đến như thế. Có gì đáng cười chứ? Hạ Thiên tùy ý nói, vợ Tiểu Kiều của ta nói là sự thật. Chỉ là tu tiên giả độ kiếp kỳ thôi mà, chỉ cần ta muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thánh ảnh yêu vương thẹn quá hóa cười, ha ha ha, các người có biết liên minh tu tiên trong 10.000 năm cũng chỉ có 10 mấy tu tiên giả độ kiếp kỳ hay không? Tinh vực bị phong tỏa tinh khí như tiên vân đại lục làm sao có thể sinh ra được tu tiên giả độ kiếp kỳ? Chúng ta không phải sao? Kiều Tiểu Kiều thản nhiên hỏi lại. Thánh ảnh yêu vương đột nhiên im bặt, không còn cười được nữa. Vợ Tiểu Kiều, nàng muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. Giữa tay Hạ Thiên sáng lên một cây ngân châm, đâm thẳng vào mi tâm thánh ảnh yêu vương. Hắn không muốn giống như ngũ hành lão tổ, nói cả nửa ngày. Kết quả cũng chỉ toàn nói chuyện không đâu. Ngươi thật sự là thánh ảnh yêu vương. Kiều Tiểu Kiều không chút do dự nhưng vẫn trước dò hỏi một vài vấn đề đơn giản. Thánh ảnh yêu vương ngạo nghễ nói, đương nhiên rồi. Kiều Tiểu Kiều lại hỏi, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nơi này chính là Mê Uyên giao giới giữa hai tinh vực. Mặc dù thánh ảnh yêu vương không thể không nói thật nhưng giọng điệu cực kỳ bất mãn, các ngươi đến đây, chẳng lẽ lại không biết nó là nơi nào? Kiều Tiểu Kiều không thèm để ý đến câu hỏi của hắn ta, bởi vì cũng không cần thiết phải trả lời, Nhiếp Tử Hùng có ở chỗ của ngươi hay không? Nhiếp Tử Hùng là ai? Thánh ảnh yêu vương nghi hoặc hỏi lại. Phân thân của Thiên Lang yêu vương Bách Thiên Lang. Kiều Tiểu Kiều giải thích, hắn ta không cẩn thận mở một cái hộp Mê Uyên, sau đó bị hút vào, không thể thoát thân được nữa. Thánh ảnh yêu vương nhớ lại, sau đó nói, hàng năm, số lần hộp Mê Uyên hút người không biết bao nhiêu lần. Trên cơ bản đều sẽ được truyền tống đến chỗ của ta rồi mang đi tiêu hủy. Tiêu hủy, Kiều Tiểu Kiều cau mày, cảm thấy khó chịu đối với cái từ này, bởi vì người được truyền tống đến cũng không phải vật phẩm, sao có thể dùng thủ đoạn tiêu hủy đáng sợ như vậy? Không sai, thánh ảnh yêu vương trực tiếp trả lời, đây là sứ mệnh mà tu tiên liên minh đã ban cho ảnh yêu tộc chúng ta. Các ngươi tất nhiên cũng sẽ bị tiêu hủy, không chỉ thân thể, hồn phách mà còn có thần thức. Tất cả đều sẽ bị tiêu hủy hết, không để lại một chút vết tích nào của các ngươi ở thế gian. Hạ Thiên đá thánh ảnh yêu vương một cước, vợ ta hỏi cái gì, người đáp cái đó, đừng thêm lời thừa thãi. Vâng, vâng, vâng. Thánh ảnh yêu vương đau đến liên tục gật đầu, không dám, không dám, người nhẹ tay thôi. Kiều Tiểu Kiều hỏi tiếp, người chờ chúng ta ở đây có phải do ai sai khiến hay không? Thánh ảnh yêu vương hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này nhưng mi tâm vẫn còn ghim cây ngân châm của Hạ Thiên, hắn ta không cách nào nói dối, lại không thể giữ yên lặng. Vùng vẫy một hồi, hắn ta rốt cuộc lên tiếng, vâng, tu tiên liên minh phái đến một sứ giả, bảo ta giữ các ngươi lại. Tốt nhất là đưa các ngươi vào trong Mê Uyên yêu vụ, trực tiếp tiêu hủy các ngươi. Ánh mắt Kiều Tiểu Kiều ngưng lại, sứ giả đó là ai? Bây giờ hắn ta đang ở đâu? Hắn ta đến Tiên Vân Đại Lục, hẳn là để tìm một số vị yêu vương ở yêu vực. Thánh ảnh yêu vương quyết định không vùng vẫy nữa,
thẳng thắn nói, liên minh tu tiên muốn đối phó tiên vân đại lục, còn có tiên khí chi địa còn cần thời gian để chuẩn bị. Cho nên, trước hết phải ứng đối cho hoàn mỹ ở những địa phương này, sau đó mới một kích chí mạng. Kiều Tiểu Kiều phát hiện thánh ảnh yêu vương đang tránh né một vấn đề, sứ giả đó là ai? Ánh mắt thánh ảnh yêu vương hiện lên một sự hoảng sợ, là Vấn Thiên Đạo Nhân. Vấn Thiên Đạo Nhân, Kiều Tiểu Kiều sững sờ, hắn ta và Vấn Thiên Quân có liên quan gì với nhau? Thánh ảnh yêu vương há to miệng đang định nói cái gì đó, bỗng nhiên đầu vỡ ra, biến thành một luồng khói đen theo gió tiêu tán. Chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Tiểu Kiều quay sang nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nhặt cây ngân châm rơi xuống đất, thản nhiên nói, có người đã cài đạn thần thức trong đầu của hắn ta. Chỉ cần nói đến điểm mấu chốt, nó sẽ tự động nổ tung. Chuyện phiền phức rồi, Kiều Tiểu Kiều trầm ngâm một chút, nếu chẳng may về sau có người dùng thủ đoạn này trên người chúng ta nên làm cái gì? Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp, vợ Tiểu Kiều, cái này thì nàng yên tâm đi. Các nàng đều là độ kiếp kỳ, trừ phi là chân tiên hàng thế. Còn không thì không ai làm gì được bên trong thức hải của nàng đâu. Vậy chúng ta có cách nào giải quyết đạn thần thức này không? Kiều Tiểu Kiều có chút nghi hoặc hỏi. Có, Hạ Thiên gật đầu, bởi vì loại đạn thần thức này là do kiếp lực chế tạo ra. Nếu không chạm đến tin tức mấu chốt, nó sẽ không chủ động hiện hình. Muốn tìm được nó, còn cần một khoảng thời gian nữa. Kiều Tiểu Kiều gật đầu, ta có cảm giác Vấn Thiên Đạo Nhân này có liên quan đến Vấn Thiên Quân. Có liên quan thì như thế nào? Hạ Thiên khinh thường nói, một tên ngu ngốc bị xử lý 12 năm trước, cho dù ông ta có cơ duyên ngóc đầu trở lại, ông ta còn có thể nhấc lên bọt nước gì chứ? Điều này cũng đúng, Kiều Tiểu Kiều tán đồng quan điểm của Hạ Thiên, cho dù là Vấn Thiên Quân cũng không đáng nhắc đến. Năm đó, cơ thanh ảnh đã có thể một quyền đánh nát ông ta, bây giờ lại có nhiều chị em tu vi độ kiếp kỳ như thế, một người một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết ông ta. Tuy nhiên, nếu Vấn Thiên Đạo Nhân này không phải Vấn Thiên Quân, mà là chuẩn tiên do liên minh tu tiên phái đến, vậy thì không thể khinh thường rồi. Ầm ầm. Lúc này, thánh ảnh đại điện bỗng nhiên đổ sụp, rất nhiều cột trụ biến thành khói màu đen. Đám tiểu yêu cũng băng tán không còn, bao gồm nam nhân mặt trắng dẫn Hạ Thiên đến đây. Xem ra đại điện này chính là thánh ảnh yêu vương dùng linh lực ngưng kết ra. Kiều Tiểu Kiều một chút bối rối cũng không có. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Bên dưới đại điện rốt cuộc đang cất giấu thứ gì? Một lát sau, cả tòa đại điện đã bị sụp đổ không còn, lộ ra một cái hố cực lớn, bên trong nhốt người đếm không hết đang nhúc nhích trong bùn màu đen. Rất nhanh, số bùn đen này cũng nhanh chóng thối lui, người bị giam cũng chậm rãi khôi phục tự do. Ta là Ngọc Thanh Phong của Di Sơn Tông, cảm ơn hai vị đã cứu mạng. Một nam nhân mặc áo bào trắng sau khi thoát khốn. Vội vàng quỳ lạy Hạ Thiên. Bần đạo chính là Đa Linh đạo nhân của Thượng Thanh Quan Vô Cực Giới, cảm ơn ân cứu mạng của hai vị. Lại có đạo nhân áo lam chắp tay với Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều. Đường chủ Nam Cung Phóng của Địa Dũng Đường Bắc Hãn Giới, đa tạ đại ân của hai vị. Tiếu Thái Cực Nam Ly Giới, đa tạ. Hạ Thiên nghe những người kia nói nhảm, cảm thấy mất kiên nhẫn, không cần cảm ơn, ta hoàn toàn không có ý định cứu các ngươi. Là do tên ngốc kia tự nổ tung đầu mình. Nhưng nếu không có hai vị, hắn ta không có khả năng dẫn phát thần thức kiếp lôi. Đa Linh đạo nhân trịnh trọng nói, chúng ta bị vây trong miêu uyên của hắn ta không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu không có đạo hữu ra tay tương trợ, chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội thoát thân. Ân lớn như vậy, sao có thể không cảm tạ? Hai vị đạo hữu, xin thông báo tính danh, ngày sau tất có hậu báo. Không hứng thú. Các ngươi không cần báo. Hạ Thiên nhếch miệng. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười một tiếng, hết thảy chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu các ngươi cảm thấy băn khoăn, nói tiếng cảm ơn là được, không cần hồi báo gì đâu. Hai vị cao thượng quá rồi. Ngọc Thanh Phong thi lễ một cái, các ngươi có thể không cần hồi báo, nhưng Ngọc Thanh Phong ta tu đạo nửa đời người, nếu không ghi khắc đại ân, chỉ sợ ngày sau tu hành sẽ có chướng ngại, nói không chừng còn trở thành tâm ma. Cũng có người nói như thế. Đúng là phiền phức, vậy thì các ngươi trở về trong miêu uyên gì đó đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, phát hiện bên trong đám người này chẳng có mỹ nữ nào cả. Ngọc Thanh Phong lập tức ngẩn người. Những người khác cũng không biết phải làm sao. Lúc này,
Kiều Tiểu Kiều đột nhiên hỏi, trong các người có ai là Nhiếp Tử Hùng hay không? Nhiếp Tử Hùng, Ngọc Thanh Phong và Đa Linh đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đáp có, ở khe hở tầng dưới chót nhất của Mê Uyên. Đa Linh đạo nhân vẩy áo bào, đang định nhảy xuống, để bần đạo xuống dưới cứu hắn ta lên. Không cần đâu, ta ra rồi. Một bóng người rơi xuống trước mặt Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều. Hạ tiên sinh, Kiều Tiểu Thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người này mặc một bộ quần áo khá tùy ý, áo sơ mi trắng, quần jean, mái tóc dài lãng tử. Hạ Thiên đánh giá người này một chút, diện mạo cũng không có ý gì thay đổi so với 12 năm trước. Đa tạ hai vị, Nhiếp Tử Hùng không biết nói lời cảm ơn như thế nào, chỉ có thể thành khẩn nói, không nghĩ đến hai vị lại trượng nghĩa như vậy. Ta vốn cho rằng cả đời này ta sẽ bị vây chết ở đây rồi chứ. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, chúng ta cứu ngươi, thứ nhất là trước đó chúng ta quả thật có chút giao tình, thứ hai chúng ta muốn biết sốt cuộc ngươi đã điều tra được gì. Nơi này cũng không phải nơi dành để nói chuyện, Nhiếp Tử Hùng liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều đang lắng tai nghe bọn họ nói chuyện. Hạ Thiên trừng mắt nhìn những người kia, thoát khốn rồi thì ai về nhà nấy, ở đây làm gì? Muốn ăn đòn à? Vậy ta xin cáo từ. Ngọc Thanh Phong cũng là người có ngạo khí, nghe Hạ Thiên nói, không khỏi cảm thấy mất mặt, lập tức chắp tay cáo từ. Kiều Tiểu Kiều có chút hiếu kỳ, nơi này là Mê Uyên thông đến Tiên Vân Đại Lục, các ngươi dự định trở về như thế nào? Nhiếp Tử Hùng đáp, Kiều Tiểu Thư, ngươi không cần quan tâm bọn họ. Bọn họ đều từ hộp Mê Uyên thế giới khác hút đến đây, sau đó bị yêu vụ của Thánh Ảnh Yêu Vương giam giữ. Bây giờ Thánh Ảnh Yêu Vương đã chết, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tự động quay về thế giới ban đầu của mình. Vừa dứt lời, giữa không trung hiện lên vô số khí tuyền màu trắng to nhỏ. Bù, Ngọc Thanh Phong không nói thêm câu nào, cơ thể bay lên, chui vào bên trong một luồng khí tuyền, lập tức khí tuyền biến mất không thấy đâu. Những người khác cũng y như vậy. Cuối cùng chỉ còn lại một khí tuyền cực nhỏ lơ lửng giữa trời. Bởi vì ta bị hút ở trái đất, cho nên trước quay lại trái đất rồi nói. Nhiếp Tử Hùng nói với Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều, đây là bố trí pháp tắc, không thể thay đổi. Sau khi ta trở về trái đất sẽ đến thẳng Giang Hải, chờ các ngươi ở cao ốc thần y. Nói xong, người cũng bay lên, chui vào bên trong khí tuyển còn lại. Chờ đến khi tất cả mọi người rời khỏi, thông đạo cũng bắt đầu co vào. Đằng xa, một luồng ánh sáng màu vàng nhanh chóng bay đến chỗ hai người bọn họ. Trong chớp mắt đã xuyên qua hai người. Lần này không sai đâu. Kiều Tiểu Kiều nhìn một cái, lập tức có cảm giác quen thuộc xông lên đầu, nơi này là Vân Châu của Tiên Vân Đại Lục, chúng ta đến thẳng đảo Thần Tiên ở Lam Kinh đi, vừa lúc cho Nguyệt Tỷ Tỷ một kinh hỉ. Quá tốt rồi, Hạ Thiên mỉm cười, đã rất lâu rồi không gặp Thần Tiên Tỷ Tỷ, còn có nhóm người vợ băng băng. Ta rất nhớ các nàng. Hai người nhanh chóng biến thành một đạo trường hồng lao thẳng về phía Lam Kinh. Thân pháp thật đẹp. Tại một ngôi chùa ở Vân Châu, một thanh niên đạo nhân ăn mặc tuấn lãng nhìn thấy Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều mang theo cầu vồng, liền cười nói, xem ra mấy năm qua Tiên Vân Đại Lục phát triển không tệ lắm, chỉ là vì sao linh khí lại không dồi dào như trước. Đi dạo hết cả ngôi chùa, hắn ta lại lắc đầu, cổ tháp mấy ngàn năm lại hoang phế đến bây giờ, không người kế tục. Truyền thừa cân thiên quỷ vương xem như đứt đoạn. Ngược lại uy danh của phiếu miểu tiên môn dường như càng lúc càng thịnh. Nếu quả thật như liên minh đã nói, cũng không phụ khổ tâm đồ nhi năm đó của ta. Ta phải đi xem một chút mới được. Đạo nhân tuấn lãng đạp một cái, cũng biến thành một luồng lưu quang bay về phía Lam Kinh. Tiên Vân Đại Lục, đảo Thần Tiên. Cơ Thanh Ảnh ngồi trên một chiếc phi chu, chờ Tát Mã công chúa, An Khả Khả và Vân Thanh từ đằng xa bay đến, rơi xuống một tiểu trúc giữa hồ. Nguyệt Thanh Nhã còn có Liễu Vân Mạn. Cố Hàm Xương đang điều chế giải dược tiên độc. Đằng xa có không ít nữ y được điều đến từ Hoàng Cung, đang giúp phân loại dược vật, phân rõ dược tính. Thế nào, Cơ Thanh Ảnh bước xuống phi chu, xông vào trong tiểu trúc hỏi Nguyệt Thanh Nhã. Chúng nữ còn lại cầm một số thư tạ trong tay, bước vào theo. Nguyệt Thanh Nhã tiện tay lấy một viên đan dược màu xanh biếc ra, đây là thành phẩm ban đầu. Có thể áp chế tiên độc trong vòng một tháng nhưng không cách nào ức chế được độc tính lan tràn. Cho nên, dược hiệu qua đi, triệu chứng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Tuy vậy,
cũng không thể không coi trọng được. Cơ Thanh Ảnh ngược lại cũng không do dự quá nhiều, lại hỏi, người luyện chế được bao nhiêu rồi? Chưa được 100 viên. Sắc mặt Nguyệt Thanh Nhã có chút ngưng trọng, chủ yếu là do dược liệu Thánh Ảnh Thạch hơi ít, nhưng ta đã nhờ tỉ muội ra ngoài thu thập loại dược liệu này rồi. Cơ Thanh Ảnh gật đầu, sau đó nói với Nguyệt Thanh Nhã, mấy ngày nay, ta cùng với Tát Mã, còn có ba người Vân Thanh xem qua điển tạ trong Hoàng Triều mấy lần, rốt cuộc cũng tìm được một số ghi chép có liên quan đến tiên độc. Người đoán thử xem tiên độc là do ai làm, phát sinh từ nơi nào. Nguyệt Thanh Nhã cũng không đoán, cười nói, người nói thẳng đi. Cơ Thanh Ảnh cầm một ngọc giản đưa cho Nguyệt Thanh Nhã, tiên độc này là do tổ sư sáng lập ra môn phái Phiếu Miểu Tiên Môn chúng ta Phiếu Miểu Tiên Tử chế tạo ra. Người nói là tổ sư Mộng Quảng Hàn. Nguyệt Thanh Nhã quả thật có chút ngoài ý muốn, rót một tia thần thức vào trong ngọc giản, tại sao nàng ấy lại nghiên cứu ra loại độc này? Tình huống cụ thể thì ta cũng không rõ nữa. Cơ Thanh Ảnh chỉ vào khối ngọc giản, quyển thư này là du ký do một đạo nhân tán tu viết ra hơn một vạn năm trước, có tên là Tứ Mạn Trai Tùy Ký. Lúc đó, hắn ta vừa lúc ở Lam Kinh, tham gia tế điển sáng lập môn phái ngàn năm của Phiếu Miểu Tiên Môn. Kết quả trong khánh điển, bỗng nhiên xuất hiện sự kiện vô số tu tiên giả chết bất đắc kỳ tử, triệu chứng cực kỳ giống với tiên độc bây giờ. Tuy nhiên, khi đó hắn ta chỉ nói những người này bị yêu khí xâm nhập, về sau Phiếu Miểu Tiên Môn phải phong tỏa tám châu, mất 3 tháng mới tiêu trừ được cái gọi là yêu khí. Thật ra chính là dùng hỏa kiếp đốt cháy tất cả tu tiên giả bị trúng độc. Triệu chứng xác thực rất giống. Nguyệt Thanh Nhã rất nhanh đọc xong nội dung trong bút ký nhưng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng tác phong làm việc như vậy hoàn toàn không hợp với phong cách hành sự của tổ sư lập phái. Cơ Thanh Ảnh không cảm thấy như vậy, trước kia ta còn cảm thấy tổ sư lập phái có chút quá mềm yếu, bây giờ xem ra lại cực kỳ ngoan độc và quyết tuyệt. Nếu không có tính cách như vậy, làm sao nàng ấy có thể sống sót trong chư phái san sát, lại còn phát triển ngày càng lớn hơn. Nguyệt Thanh Nhã không tán đồng phỏng đoán của Cơ Thanh Ảnh, nhưng cũng không mở miệng phản bác. Đúng rồi. Bên trong bút ký có nhắc đến một người. Cơ Thanh Ảnh lập tức nhắc đến chuyện khác, chính là liên quan đến lai lịch tổ sư lập phái và sư thừa của nàng ấy. Nói nàng ấy đến từ Liên Minh Tu Tiên, sư phụ của nàng ấy chính là một vị chuẩn tiên trong hội chí tôn của Liên Minh Tu Tiên, tên là Vấn Thiên Đạo Nhân. Cơ Thanh Ảnh cười như không cười nói, Vấn Thiên Đạo Nhân này rất khó lường, có thể một tay che trời, đúng là không thể tin được. Ta biết. Nguyệt Thanh Nhã nói, chỉ một chương với mấy trăm chữ, nói không cụ thể, không đủ để tin. Bỗng dưng, một âm thanh xa lạ vang lên, vì sao không đủ để tin. Âm thanh này vang lên không hề có chút dấu hiệu nào. Nguyệt Thanh Nhã giật mình, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngươi là ai? Cơ Thanh Ảnh vọt đến trước mặt người kia, từ trong tay áo bay ra một thanh đoản kiếm chỉ vào ót người kia. Những người còn lại đều ra sức cảnh giác. Biểu hiện cũng có vẻ khẩn trương. Các nàng đều là tu tiên giả độ kiếp kỳ. Tuy nói các nàng còn chưa luyện ra được kiếp lực, chưa thể phát huy được toàn bộ thực lực của độ kiếp kỳ. Nhưng nói thế nào, các nàng cũng là độ kiếp kỳ. Mặc kệ thần thức hay là ngũ giác đều vượt qua các tu tiên giả khác. Nhưng người kia có thể tránh thoát tất cả thần thức của mọi người, thẳng đến nơi trọng yếu của đảo thần tiên, thực lực này tuyệt đối không thể khinh thường. Không cần khẩn trương. Bần đạo không có ác ý, người đến là một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi tuấn lãng nhưng khí độ ung dung, cử chỉ ưu nhã, để lộ ý vị của một thế ngoại cao nhân. Nguyệt Thanh Nhã đưa mắt nhìn mấy người Cơ Thanh Ảnh, sau đó thản nhiên nói, ta không biết ngươi từ đâu mà đến, cần làm chuyện gì. Ngươi có thể thông báo tính danh không? Bần đạo chính là Vấn Thiên Đạo Nhân mà các ngươi vừa mới nhắc đến từ hội chí tôn của Liên Minh Tu Tiên. Đạo sĩ tuấn lãng cười khẽ. Sau đó dò hỏi, từ xa đến đây, miệng hơi khô, các ngươi có thể mời ta vào uống chén trà không? Ngươi nói ngươi là, ngươi chính là. Cơ Thanh Ảnh giật mình. Vừa nãy các nàng còn thảo luận về người này, nghĩ không ra hắn lại xuất hiện, đúng là không thể tưởng tượng nổi, ai biết có phải ngươi đang nghe lén chúng ta nói chuyện, sau đó giả mạo hay không? Vấn Thiên Đạo Nhân cũng không có ý định phản bác, nhẹ nhàng phất tay một cái, vẫy lui Cơ Thanh Ảnh. Kiếm trong tay áo của nàng cũng rơi vào tay hắn ta. Kiếm này chính là thần kiếm hạ phẩm Thính Bộc, đáng tiếc chỉ là phỏng chế, chỉ có 6 thành uy lực. Một tác phẩm ngụy tạo và kém cỏi như thế không nên tồn tại ở thế gian, xúc phạm cái tên thần kiếm,
vẫn nên hủy đi thì hơn. Vấn Thiên đạo nhân nhìn qua thanh kiếm một chút, sau đó tay khẽ run lên, thanh kiếm liền tan thành cho bụi, theo gió phiêu tán. Ngươi làm cái gì vậy? Đó là thanh bảo kiếm ta lấy từ bảo khố tông môn ra đấy. Cơ Thanh Ảnh khẽ cắn môi, gương mặt chỉ toàn là sự giận dữ, đưa tay đánh tới một trường, đỡ một kiếm của ta đi. Một trường này nén giận mà phát, dùng tới tám thành linh lực, ý định dạy cho đối phương một bài học, đồng thời xả giận một chút. Đây là Tiêu Dao trưởng. Vấn Thiên đạo nhân khoan thai đứng im tại chỗ, mặc cho trưởng lực của Cơ Thanh Ảnh đánh vào người hắn, sau đó cau mày, đáng tiếc, nó cũng đã bị thay đổi hoàn toàn. Tiêu Dao trưởng nằm ở hai chữ Tiêu Dao, trưởng lực nhất định phải linh động, không được để lại dấu vết, phiêu nhiên vô tung nhưng lại như thủy triều của một dòng sông, thao thao bất tuyệt. Một khi đánh trúng đối phương, nhất định phải phá hủy tất cả kinh mạch khổng khiếu, không để cho đối phương có sức hoàn thủ. Đang khi nói chuyện, bàn tay trái của Vấn Thiên đạo nhân khẽ động, giống như một con hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa. Nhưng khi trưởng lực còn cách người Cơ Thanh Ảnh chưa đến nửa mét, bỗng nhiên hóa thành hồng thủy cuồn cuộn, ầm ầm lao đến. Cơ Thanh Ảnh giật mình, vận phiếu miểu bộ muốn tránh né. Đáng tiếc đã muộn, bởi vì Vấn Thiên đạo nhân vừa lúc xuất hiện trên đường lui của nàng, lại một trưởng vào mặt, không chút lưu tình. Bốp! Đúng lúc này, Nguyệt Thanh Nhã ra tay, hoành không đánh ra ba trưởng, đỡ được một trưởng của Vấn Thiên đạo nhân, lại vung một tay áo lên, cuốn lên một trưởng lực khác, đánh ra bên ngoài đảo thần tiên. Vị đạo hữu này, hai trưởng vừa rồi của ngươi có thể lấy tính mạng người khác đấy. Nguyệt Thanh Nhã ôm lấy Cơ Thanh Ảnh, chậm rãi rơi xuống trước trà hiên, lạnh lùng nói, đây chính là không có ác ý mà ngươi nói sao. Bây giờ ngươi gọi ta là đạo hữu, điều này có chút không đủ tôn sư trọng đạo. Vấn Thiên đạo nhân lạnh nhạt hất hai tay áo lên, cười nói, ta là sư phụ tổ sư sáng lập ra môn phái các ngươi. Cho dù các ngươi gọi ta một tiếng lão tổ, bần đạo cũng nhận nổi. Cơ Thanh Ảnh vô cùng tức giận, quát lạnh, ta không gọi ngươi là lỗ mũi trâu đã là không tệ rồi. Cho dù ngươi thật sự là Vấn Thiên đạo nhân, vậy thì thế nào? Muốn chiếm tiện nghi của chúng ta, khỏi cần bàn nữa. Tính tình không nhỏ nhỉ, không gọi thì không gọi. Tùy các ngươi xưng hô như thế nào. Vấn Thiên đạo nhân nhẹ gật đầu, có chút cảm khái, tuy nhiên, cũng khó trách. Ở cái nơi linh khí mỏng manh này, các ngươi còn có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ, xác thực cũng có tư cách kiêu ngạo. Hắn đột nhiên chuyển sang chuyện khác, thế nhưng, bần đạo cũng có chút hiếu kỳ, ta không nhìn thấy nguyên thần phân bác trên người các ngươi, hay vết tích đạo hợp pháp thể, rốt cuộc các ngươi làm thế nào đạt đến độ kiếp kỳ. Cơ Thanh Ảnh trả lời một cách rất dứt khoát, liên quan gì đến ngươi? Đúng là miệng thối, tự luyến đến cực hạn. Tiền bối, nói thẳng đi, mục đích của ngươi đến đây là gì? Nguyệt Thanh Nhã đổi sang cách xưng hô có chút kính ý, nhẹ giọng nói, mặc dù tu vi của ngươi có khả năng cao hơn chúng ta một chút, nhưng chúng ta có đến 10 độ kiếp kỳ. Nếu chúng ta cùng nhau toàn lực ứng phó, chỉ sợ ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Đừng nói 10 người. Cho dù 7-8 người, bần đạo cũng không chống đỡ được. Vấn Thiên đạo nhân vô cùng khiêm tốn cười nói, tuy nhiên, các ngươi ít nhất cũng sẽ chết 6-7 người. Với tuổi tác và dung mạo của các ngươi đổi lấy một lão đầu tử sống trên vạn năm như ta, có lời sao? Đương nhiên là không có lời. Lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên, cực kỳ khó chịu, mệnh của ngươi, ngay cả một sợi lông nữ nhân của ta cũng còn kém. Hạ Thiên. Nghe được giọng nói này, trong đầu Cơ Thanh Ảnh tự động hiện lên cái tên đó, tâm trạng lập tức bị khuấy động. Chờ thấy rõ người đến, nàng lập tức không áp chế được nội tâm kích động nhưng vẫn kiêu ngạo nói, tại sao ngươi lại đến Tiên Vân Đại Lục? Ông xã, về phần An Khả Khả, Vân Thanh và Tát Mã Công Chúa một chút cũng không thận trọng, lao thẳng vào lòng Hạ Thiên, cơ thể lập tức mềm nhũn ra. Đừng kích động, cũng đừng khóc, Hạ Thiên mỉm cười ôm ba người. Sau đó vẫy tay với Nguyệt Thanh Nhã, vợ thần tiên tỷ tỷ, nàng có nhớ ta không? Nguyệt Thanh Nhã đứng im tại chỗ, yên lặng nhìn Hạ Thiên, ánh mắt tràn ngập sự vui mừng. Hạ Thiên cũng không trầm luân trong ôn nhu hương, tiện tay vỗ ba người các nàng, cười nói, chúng ta còn nhiều thời gian thân mật. Bây giờ, ta phải giải quyết tên lỗ mũi trâu ngu ngốc kia trước đã. Ba người Vân Thanh bừng tỉnh, nhận ra còn có người ngoài ở đây, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nguyệt tỷ tỷ, Cơ tỷ tỷ,
Kiều Tiểu Kiều chậm rãi rơi xuống trước cửa, mỉm cười chào hỏi. Tiểu Kiều, các người đến từ chỗ nào vậy? Nguyệt Thanh Nhã kinh ngạc hỏi. Kiều Tiểu Kiều cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nói cái này về sau hãy nói. Hạ Thiên chậm rãi bước đến trước mặt Vấn Thiên Đạo Nhân, khó chịu nói, lỗ mũi trâu ngu ngốc, vừa rồi ngươi dám ra tay với nữ nhân của ta, ngươi đã nghĩ ra kiểu chết cho mình chưa? Tiểu tử, ta đã gặp ngươi rồi. Vấn Thiên Đạo Nhân nhìn chằm chằm Hạ Thiên mấy lần, vừa cười vừa nói. Hạ Thiên nhếch miệng, đừng lôi kéo làm quen, ta chưa từng gặp ngươi lần nào. Đó là tất nhiên rồi. Vấn Thiên Đạo Nhân cười khẽ, vừa rồi, khi bần đạo còn ở Vân Châu, ta đã từng nhìn thấy hai người các ngươi bay ngang qua bầu trời. Lời nói này nghe rất bình thường, thật ra bên trong lại ẩn chứa huyền cơ. Trong nháy mắt Nguyệt Thanh Nhã liền hiểu ra, người này nhìn thấy Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều bay đến đảo Thần Tiên. Hắn ta xuất phát sau nhưng lại đến trước Hạ Thiên, điều này nói rõ thực lực của hắn cao hơn Hạ Thiên. Đừng chơi trò vòng vo với ta, không có tác dụng gì đâu. Hạ Thiên đương nhiên cũng nghe ra được, nhưng từ trước đến nay hắn không thích mấy kiểu đùa nghịch tâm nhãn như thế này, ta và các bà vợ của ta đã lâu không gặp, cần phải giao lưu trao đổi, không rảnh nói nhảm với ngươi ở đây. Cho nên, hoặc ngươi tự mình biến, hoặc bây giờ ta xử lý ngươi, tự ngươi chọn đi. Đúng là người nóng tính, không thích vòng vèo. Nụ cười trên mặt Vấn Thiên Đạo Nhân từ đầu đến cuối vẫn không giảm, bần đạo đến tìm đồ nhi của ta là chuyển thế linh đồng, thuận tiện điều tra tình huống của tiên khí chi địa, từ đó tu tiên liên minh có thể điều chỉnh đối sách. Đồ đệ của ngươi là chuyển thế linh đồng. Hạ Thiên nhếch miệng, đồ đệ của ngươi là ai? Kiều Tiểu Kiều bất đắc dĩ nhắc nhở, hắn là Vấn Thiên Đạo Nhân, đồ đệ của hắn chính là tổ sư sáng lập ra Phiếu Miểu Tiên Môn. Phiếu Miểu Tiên Tử. Phiếu Miểu Tiên Tử chỉ có một, chính là vợ thần tiên tỷ tỷ của ta. Hạ Thiên bay đến trước mặt Nguyệt Thanh Nhã, nhẹ nhàng ôm lấy eo của nàng, trịnh trọng nói với Vấn Thiên Đạo Nhân, nàng là người mà ta quý trọng nhất. Ai dám có ý đồ với nàng, ta trực tiếp xử lý người đó. Yên tâm đi, không phải nàng ta đâu. Vấn Thiên Đạo Nhân khoát tay, thản nhiên nói, đồ nhi chuyển thế linh đồng của ta, trên người có phong tiên huyền phù. Nếu cưỡng ép tỉnh lại, nhất định sẽ phát ra yểm khí. Tu tiên giả nhiễm phái khí tức này, linh khí hao tổn, toàn thân suy sụp mà chết. Tiên độc, ba người Vân Thanh lập tức không tự chủ được mà kêu lên. À, cũng có thể nói là như vậy. Vấn Thiên Đạo Nhân gật đầu, bần đạo ở tu tiên liên minh cảm ứng phong tiên huyền phù được mở ra, cho nên ta mới nhận lệnh đến đây. Nguyệt Thanh Nhã hỏi, chẳng lẽ tiên độc là do ngươi hạ xuống? Không phải, Vấn Thiên Đạo Nhân lắc đầu, giải thích hơn một vạn năm trước, hỗn độn ma chủ Dạ Đế đảo loạn tu tiên liên minh đã hạ xuống. Hắn ta cầu ái đồ nhi ta không thành, vì thế đã tập sát nàng. Đồ nhi của ta nhằm tránh bị dây dưa, liền từ bỏ phục sinh, trực tiếp chuyển sinh đến giới vực khác, không nghĩ đến vẫn gặp phải độc thủ của hắn ta. Bây giờ, bần đạo muốn mang nàng về, khôi phục lại trí nhớ kiếp trước, bắt đầu tu hành lại. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói, Bùi Hồng Tụ là đồ đệ chuyển thế của ngươi. Ta cảm thấy ngươi đang thả giám chó. Hạ Thiên nửa chữ cũng không tin Vấn Thiên Đạo Nhân nói, Dạ Đế không có ở đây, không phải ngươi muốn nói cái gì thì nói sao. Sự thật chính là như thế. Vấn Thiên Đạo Nhân thản nhiên đáp, còn nữa, cho dù là giả, ngươi cũng có tổn thất gì đâu. Nữ nhân kia là do ta cứu được từ trong một mật thất dưới hồ ra. Hạ Thiên nói. Vì thế nàng là người của ta, nàng đi hay ở sẽ do ta quyết định. Nàng là đồ nhi của ta, đương nhiên sẽ do sư phụ là ta định đoạt. Vấn Thiên Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh tâm bình khí hòa nói, tiểu tử, tuy ngươi là độ kiếp kỳ, nhưng cũng chỉ vừa mới vượt qua ngưỡng cửa này. Như vậy đi, chỗ bần đạo có bản ứng kiếp huyền minh lục, bên trong có cảm ngộ ứng kiếp gần 3.000 năm qua của bần đạo. Ngươi chỉ cần đọc hiểu mấy lần là có thể gia tăng cơ hội thành công độ kiếp. Không hứng, Hạ Thiên một chút cũng không thay đổi thái độ, ta muốn độ kiếp hay không là việc của ta, không đến phiên ngươi vung tay múa chân ở đây. Đại đạo tu tiên không phải một mình tìm hiểu là có thể hoàn thành. Vấn Thiên Đạo Quân cũng không tức giận, chỉ nghi hoặc một chút tiền nhân đã mở ra một con đường, ngươi đi thuận thì có thể tiết kiệm được sức lực, còn có thể làm ít công to, cớ sao lại không làm chứ? Đó là con đường của ngươi, không phải con đường của ta.
Hạ Thiên lười biếng phản bác, người thích thuận thì thuận chứ sao? Chờ đến khi đường không còn thuận, người dự định làm sao mà thuận? Vậy thì chờ người khác mở đường. Vấn Thiên đạo nhân khẽ cười một tiếng, lơ đễnh nói, còn nữa, chẳng lẽ công pháp mà ngươi tu luyện không phải công lao của tiền nhân sao? Công pháp đúng là do người khác khai sáng, nhưng học được cũng chỉ có một mình ta. Hạ Thiên hờ hững nói, ngươi muốn dùng cái này để phản bác ta thì miễn đi. Vấn Thiên đạo nhân lắc đầu, ta không phải đến đây để biện luận với ngươi, ta đến tìm đồ đệ. Nơi này không có đồ đệ của ngươi. Hạ Thiên khoát tay nói, ngươi đến nhầm chỗ rồi. Vấn Thiên đạo nhân cũng không nói gì thêm, bỗng nhiên đưa tay vẽ một cái vòng tròn. Tiếp theo, vòng tròn bắt đầu lõm xuống, biến thành một khe nứt không gian. Một chiếc quan tài thủy tinh từ bên trong chậm rãi bay ra. Đây là quan tài của Bùi Hồng Tụ. Cơ Thanh Ảnh lập tức nhận ra, không khỏi lạnh lùng nói, rõ ràng nó đang được đặt bên trong mật thất đại nội hoàng thành, tại sao ngươi lại biết? Nguyệt Thanh Nhã rất nhanh nghĩ đến, thần thức định neo. Cho dù Bùi Hồng Tụ chưa chắc là đồ đệ chuyển thế của hắn, nhưng cũng có quan hệ với hắn không ít. Có thể hạ xuống thần thức định neo, ngoại trừ huyết mạch chí tôn thì cũng chỉ có thụ nghiệp ân sư. Không phải đồ đệ chuyển thế rồi sao? An Khả Khả có chút nghi hoặc hỏi, tại sao thần thức lại có thể định neo được? Chỉ cần ta không chết, nàng có chuyển thế trăm ngàn lần, ta vẫn có thể tìm được nàng. Vấn Thiên đạo nhân giải thích, hơn nữa, nàng bởi vì độ kiếp thất bại đã dẫn phát kiếp hỏa nhập hồn. Tuy không đến mức bị kiếp hỏa thiêu chết nhưng tu vi vẫn bị hủy hết. Cho nên nàng tự động tiến vào luân hồi, muốn dùng chuyển thế chi thân để hóa giải kiếp hỏa. Đáng tiếc vẫn không có hiệu quả. Cơ Thanh Ảnh một lần nữa đưa ra chất vấn, nàng nghĩ như thế nào, làm ra sao, cách xa mấy tầng giới vực, tại sao ngươi biết? Ta là sư phụ của nàng, ta đương nhiên biết. Vấn Thiên đạo nhân lấy túi tùy thân ra, dự định thu quan tài vào. Ta đã đồng ý cho ngươi thu sao? Hạ Thiên khó chịu nói, đưa tay đè quan tài lại. Ngươi có cách chữa khỏi kiếp hỏa trong người nàng không? Vấn Thiên đạo nhân lạnh lùng nói, nếu không có, ngươi đừng nên tùy tiện thức tỉnh nàng. Tiên độc tràn ra chính là một lời cảnh cáo. Nếu các ngươi cứ tiếp tục, về sau sẽ còn có rất nhiều độc chứng không thể tưởng tượng nổi, không phải các ngươi có thể giải quyết, càng không phải ngươi có thể giải quyết. Ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Hạ Thiên nói, trên thế giới này không có độc nào mà ta không giải quyết được. Thế giới này không chỉ có thiên hạ mà còn có thiên thượng. Trên thiên thượng còn có thiên thiên thượng. Trên thiên thiên thượng còn có thiên 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 thượng. Vấn Thiên đạo nhân ung dung nói, ngươi nhìn thiên địa rộng thì rộng, nhìn hẹp thì hẹp. Có một số độc ngươi chưa từng thấy qua, ngươi trị như thế nào? Hạ Thiên thành thật nói, độc chưa từng gặp qua thì cũng là độc. Nếu là độc thì có thể trị. Tham vọng không nhỏ, Vấn Thiên đạo nhân thở dài, sau đó nói, được rồi, ta không mang đi nữa, cứ để ở đây cho các ngươi. Dù sao nàng cũng là tổ tông sáng lập ra phiếu miểu tiên môn của các ngươi. Ở lại đây khả năng cũng là ý của nàng. Vấn Thiên đạo nhân vừa nói vừa tìm một chỗ để ngồi xuống, sau đó nói với Nguyệt Thanh Nhã, ở xa đến là khách, nói hồi lâu, tại sao cũng không rót cho bần đạo chén trà vậy? Không cho, Hạ Thiên bĩu môi nói, ngươi không xứng uống hay ăn thứ gì ở đây. Vấn Thiên đạo nhân cũng không thèm để ý, tiện tay vung lên. Một chén trà và một ấm trà tự động bay đến trước mặt hắn, hắn tự rót cho mình một chén trà, loại trà phế vật, nước cũng không đủ thanh tịnh. Tuy nhiên tay nghề pha trà còn có thể chấp nhận, miễn cưỡng cho vào miệng được. Thích uống thì uống, không uống thì biến, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Vấn Thiên đạo nhân đưa mắt nhìn Hạ Thiên, tam thần tướng dưới tay Võ La chính là chết trong tay các ngươi. Đúng, Hạ Thiên tùy ý nói, nếu ngươi muốn gây chuyện. Ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này giống bọn họ. Yên tâm đi, bần đạo chỉ đến xem tình huống một chút mà thôi. Vấn Thiên đạo nhân khoát tay, nở một nụ cười hiền lành, ta cũng muốn nhìn xem ở cái nơi tiên khí chi địa này dưng dục ra độ kiếp kỳ có chất lượng như thế nào, có đủ tư cách liều mạng với chí tôn hay không. Ngươi không phải người trong hội chí tôn gì đó của liên minh tu tiên sao? Cơ Thanh Ảnh vẫn luôn đề phòng với người này. Không hề thả lỏng cảnh giác, lão đạo lỗ mũi trâu, ngươi nói thật đi, rốt cuộc ngươi đến đây để làm cái gì? Bần đạo chính là chuẩn tiên trong hội chí tôn, nhưng xếp hạng đếm ngược, không đáng nhắc đến. Vấn Thiên đạo nhân cười nhạt một tiếng, cũng không có phủ nhận,
sau đó nói, tiên tử ngươi không cần phải nhìn ta thù hằn như vậy. Bần đạo cùng ngươi không có quan hệ gì, gần đây cũng không có thù hận. Ngươi cứ yên tâm đừng vội, cũng đừng nên nổi giận. Trong liên minh tu tiên chẳng có người nào tốt, tất cả đều là kẻ ngồi không ăn bám, chỉ biết giết hại tu tiên giả tầng dưới chót và lê dân bách tính mà thôi. Cơ Thanh Ảnh khinh thường nhìn Vấn Thiên đạo nhân, lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta cái gì cũng không biết. Mấy năm qua, chúng ta thu thập không ít cổ tạ, trong đó có rất nhiều thông tin liên quan đến tu tiên liên minh. Đó chỉ là một tổ chức dùng danh nghĩa liên minh nhưng lại tiến hành cướp đoạt và nghiền ép tinh vực tu tiên dưới cờ. Nhất là đám lão quái chuẩn tiên của hội Chí Tôn, mỗi lần độ kiếp đều tiêu hao linh khí của mấy chục tinh vực. Các ngươi chính là đám côn trùng có hại cho toàn bộ thế giới tu tiên. Trước kia, Tiên Vân Đại Lục đã bị rút sạch qua một lần. Bên phía trái đất bởi vì không chịu phối hợp, cho nên mới bị đánh xuống thành tiên khí chi địa, tiến hành phong tỏa linh khí. Vấn Thiên đạo nhân ung dung nhấp một ngụm trà, những tình huống mà ngươi nói xác thực tồn tại nhưng cũng không phải toàn bộ. Bên trong liên minh tu tiên cũng có người rảnh rỗi như bần đạo, nhưng cũng có người dìu dắt kẻ chậm tiến, phản đối ức hiếp. Ngươi không thể vơ đũa cả nắm như thế. Ta cũng không hứng thú vơ đũa cả nắm. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói, ai bảo các ngươi ỷ mình địa vị cao, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hưởng thụ tuyệt đại đa số tài nguyên, nhưng lại không muốn bị nhân quả, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Vấn Thiên đạo nhân nói, vậy các ngươi thì sao? Bây giờ các ngươi là độ kiếp kỳ ở Tiên Vân Đại Lục, không phải cũng là chiếm cứ địa vị tuyệt đối, cũng không tính là hưởng thụ đa số tài nguyên à? Đương nhiên là không rồi. Hạ Thiên quả quyết bác bỏ, bởi vì cảnh giới của các nàng là do ta tăng lên. Vấn Thiên đạo nhân kinh ngạc hỏi, vậy cảnh giới của ngươi thì sao? Cảnh giới của ta là dựa vào nghịch thiên bát châm, còn có băng hỏa linh thể. Hạ Thiên lười biếng đáp, cộng thêm song tu với các nữ nhân của ta mà tăng lên. Ngươi còn cái gì cần hỏi nữa không? Không, Vấn Thiên đạo nhân lắc đầu, sau đó lại gật đầu, xem ra. Năm đó Dạ Đế nghiên cứu ra quả thật có thành quả không tệ. Tiếp theo, hắn xích lại gần Hạ Thiên, nhẹ giọng hỏi, ngươi có thể dạy châm pháp đó cho bần đạo được không? Không được, Hạ Thiên nhếch miệng, dạy cho ngươi cũng vô dụng thôi. Vậy thì đáng tiếc quá. Vấn Thiên đạo nhân lắc đầu nói, bần đạo sống trên vạn năm, vì thành đại đạo mà thường xuyên tu luyện đồng tử công. Nếu quả thật song tu có thể thay thế biện pháp độ kiếp, bần đạo cần chi vất vả. Tiêu giao như ngươi không phải tốt hơn sao? Lông mày Nguyệt Thanh nhã cao lại, đạo nhân kia khó tránh khỏi có chút già mà không kính. Lão Mũi Châu, nếu ngươi không có việc gì thì bây giờ ngươi có thể đi rồi. Ta cũng không muốn tiếp tục nói nhảm với ngươi nữa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, khó chịu nói, không đi, ta trực tiếp xử lý ngươi, tránh cho ngươi chiếm dụng thời gian song tu của ta và các bà vợ của ta. Thôi được rồi. Vấn Thiên đạo nhân chậm rãi đứng dậy nhưng chỉ duỗi lưng một cái rồi lại ngồi xuống, bần đạo vừa đến đây, còn muốn đi du lịch chung quanh, cũng không muốn rời đi như vậy. Vậy ta cũng chỉ có thể xử lý ngươi mà thôi, Hạ Thiên cười nói. Chúng nữ nghe xong lời Hạ Thiên nói, lập tức dàn sẵn trận địa đón quân địch. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, các nàng có thể đồng loạt ra tay. Các ngươi không cần phải cực đoan như thế. Vấn Thiên đạo nhân khoát tay, bần đạo ta thật sự không có ác ý mà. Cảm thấy hỏa hầu đã đến, Vấn Thiên đạo nhân từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Hạ Thiên, ngươi có nhìn thấy lệnh bài này bao giờ chưa? Hình như gọi là vô thường lệnh, Hạ Thiên bĩu môi nói, đã thấy qua. Vấn Thiên đạo nhân gật đầu, tiếp tục giải thích, có loại lệnh bài này, các ngươi có thể tùy ý thiết kế truyền tống trận. Có thể trực tiếp truyền tống đến nghênh thiên đài cửu giới trong sâu không vô tận của liên minh tu tiên. Cơ Thanh Ảnh hỏi, này, Lão Mũi Châu, người đang có ý gì? Người bảo chúng ta tự chui đầu vào tu tiên liên minh. Dĩ nhiên không phải rồi. Vấn Thiên đạo nhân lắc đầu, tu tiên liên minh chỉ là một liên minh, người có thể xem nó như một chỉnh thể nhưng không phải là chỉnh thể tuyệt đối. Vừa rồi bần đạo cũng đã nói qua. Nguyệt Thanh nhã dường như hiểu rõ một chút, ý của tiền bối là bảo chúng ta lôi kéo một số người trong đó. Vấn Thiên đạo nhân cười ha hả, bỏ đan dược mà nhóm người Nguyệt Thanh nhã vừa luyện chế được vào miệng, nhai như nhai đậu các ngươi đừng nên cho rằng tu tiên liên minh quá đáng sợ. Đương nhiên cũng không thể khinh thường, rốt cuộc ai là địch ai là bạn, các ngươi chỉ cần đến tu tiên liên minh, trải nghiệm một phen thì biết.
Ta hiểu rồi, Nguyệt Thanh Nhã gật đầu nói, người muốn chúng ta đến tu tiên liên minh một lần. Mắt Vấn Thiên đạo nhân khẽ nheo lại, cười nói, nếu ta nói như thế, các ngươi nhất định sẽ hoài nghi ta có phải đã thiết lập cạm bẫy một mẻ hốt gọn các ngươi hay không? Chẳng lẽ còn không đúng sao? Cơ Thanh Ảnh cho rằng chính là như vậy. Các ngươi chỉ cần cử một hai người đến cửu giới liên minh tu tiên một chuyến là được. Vấn Thiên đạo nhân lại lấy ra một tấm thiệp mời, bàn đào tiên hội 3.000 năm được cử hành một lần sắp sửa được tổ chức. Trên nguyên tắc, phàm là tu tiên giả độ kiếp kỳ của tu tiên liên minh đều có tư cách tham gia, các ngươi tất nhiên cũng có tư cách đến đó. Hạ Thiên khó chịu nói, lão Mũi Châu, người đến đưa thiếp mời nhưng lại đi một vòng lớn đến như vậy. Vấn Thiên đạo nhân cười hỏi, vậy ngươi có đi hay không? Đi, vì sao lại không đi chứ? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, sau đó nhìn Vấn Thiên đạo nhân, ở tiên hội gì đó có phải có rất nhiều mỹ nữ tuyệt thế hay không? Vấn Thiên đạo nhân mỉm cười nói, tất nhiên rồi. Bàn đào tiên hội là thịnh hội 3.000 năm một lần của liên minh tu tiên, không chỉ tu tiên giả độ kiếp kỳ sẽ tham gia mà còn rất nhiều nữ tu đã thành danh cũng có mặt. Nữ tu nào có thể áp đảo được quần tiên, người đó sẽ thu được phong hào tiên tử. Ví dụ như Phiếu Miểu tiên tử năm đó, Kiều Tiểu Kiều chợt nhớ đến những gì Thánh Ảnh Yêu Vương đã nói trước đó, năm đó nàng cũng là thành danh ở bàn đạo tiên hội. Phải, mà cũng không phải. Vấn Thiên đạo nhân đáp, bản thân đồ nhi của ta đã là độ kiếp kỳ, cũng nhận được thư mời. Nhưng những tiên tử năm đó không ai có được 1% vẻ đẹp của nàng. Thế là nàng nhận được phong hào Phiếu Miểu tiên tử. Hạ Thiên nhếch miệng nói, mặc dù dáng dấp của Bùi Hồng Tụ quả thật không tệ, nhưng so với vợ thần tiên tỷ tỷ, vợ Phù Diêu tiên tử vẫn còn kém một mảng lớn. Xưng hào Phù Diêu tiên tử cũng là lấy được từ bàn đào tiên hội. Vấn Thiên đạo nhân nói, tuy nhiên, về sau nàng đắc tội với một hội chủ, cho nên bị hội chí tôn tước đoạt phong hào tiên tử, còn bị trục xuất đến tiên khí chi địa. Hội chủ ngu ngốc kia là ai? Hạ Thiên khó chịu nói, nếu để ta đến đó, ta nhất định sẽ đánh tên hội chủ kia tơi bời, báo thù thay cho vợ Phù Diêu tiên tử của ta. Ha ha, Vấn Thiên đạo nhân lắc đầu, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Nếu ngươi muốn đi, ngươi hãy tự mình đến liên minh tu tiên để tìm đáp án. Hạ Thiên cũng không tiếp tục hỏi nữa nhưng vẫn khó chịu nói, lão Mũi Châu, vậy ngươi còn ở đây để làm gì? Chuyện mà ta muốn nói còn chưa nói xong mà. Vấn Thiên đạo nhân chậm rãi nhấp một ngụm trà, chờ ta nói xong, bần đạo tất nhiên sẽ đi, không cần ngươi thúc. Ngươi đã nói một lô một lốc chuyện, chẳng lẽ còn chưa nói đủ? Hạ Thiên phiền nhất là loại người cứ thích chăm chăm kể chuyện xưa. Tát Mã công chúa tiến lên ôm lấy Hạ Thiên, chồng, chàng không thích nghe hắn nói chuyện sao? Vậy để ta đấm bóp cho chàng, chàng không nghe cũng được. Vợ công chúa. Vẫn là nàng tốt với ta. Hạ Thiên nằm vào lòng Tát Mã công chúa. An Khả Khả cũng xẹt đến, cười nói, chồng, để ta xoa chân cho chàng nhé. Ngươi đúng là rất biết hưởng thụ. Cơ Thanh Ảnh bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi đến đây hưởng phúc sao? Hạ Thiên cười nói, vợ nữ hoàng, nếu nàng ăn dấm, nàng có thể giúp ta xoa bụng mà. Bành! Cơ Thanh Ảnh đánh một quyền vào bụng Hạ Thiên, đứng đắn lại một chút cho ta. Đứng đắn có gì tốt, Hạ Thiên cũng không tránh né, bởi vì hắn biết Cơ Thanh Ảnh không dùng bao nhiêu khí lực. Vấn Thiên đạo nhân thản nhiên nói, tiểu tử, người đúng là diễm phúc vô biên. Đáng tiếc bần đạo lại là người xuất gia, tu chính là đồng tử công. Bằng không, ta cũng sẽ giống như ngươi, tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc. Lão Mũi Châu, ngươi không có phúc khí này đâu, Hạ Thiên bĩu môi nói. Bần đạo không có. Vấn Thiên đạo nhân nói tiếp, cho nên, mong muốn duy nhất đời này chính là có thành tựu về đại đạo, phi thăng chân tiên giới. Hạ Thiên lười biếng nói, vậy ngươi đi làm đi, cần chi nói với ta. Công pháp bần đạo sở tu đã đến cực hạn. Vấn Thiên đạo nhân cảm khái lắc đầu, hơn nữa, bần đạo độ kiếp thất bại, cũng may là không chết nhưng không có can đảm độ kiếp lần nữa. Chỉ cần sơ sẩy một chút, lần độ kiếp sau nói không chừng sẽ trực tiếp bị đánh thành kiếp cho. Ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có. Cơ Thanh Ảnh thản nhiên nói, vậy ngươi cũng có thể giống như Phiếu Miểu tiên tử đấy, chuyển thế trùng tu mà. Chuyển thế trùng tu không phải là chuyện muốn làm thì làm, nó sẽ dính phải nhân quả dư thừa. Vấn Thiên đạo nhân vẫn lắc đầu,
nếu không có nghị lực rất lớn hoặc đến tuyệt lộ, chuẩn tiên bình thường sẽ không đi con đường này. Đám kiếp tiên lại càng không. Trải qua quan sát, Nguyệt Thanh Nhã cũng nhìn ra được Vấn Thiên Đạo Nhân hoàn toàn không có địch ý với bọn họ, ít nhất trước mắt là không, mơ hồ còn có ý lấy lòng. Mặc dù không biết vì sao nhưng nếu là bạn không phải địch, vừa lúc có thể mượn nhờ cái miệng của hắn tìm hiểu tình huống của liên minh tu tiên. Tiền bối, mời trà. Nguyệt Thanh Nhã vẫy lùi nữ y chế dược, sau đó một lần nữa bắt đầu pha trà, rót cho Vấn Thiên Đạo Nhân một chén. Vừa rồi ngươi có nhắc đến chuẩn tiên và kiếp tiên, xin hỏi hai loại người này khác nhau ở chỗ nào? Hỏi hay lắm. Vấn Thiên Đạo Nhân hiển nhiên cố ý tiết lộ một chút tin tức, sau đó mượn cơ hội để Hạ Thiên hỏi hắn. Đáng tiếc, Hạ Thiên hoàn toàn không có một chút phản ứng, vẫn là Nguyệt Thanh Nhã nể mặt hắn. Mọi người đều biết, độ kiếp kỳ cách chân tiên chỉ một bước. Vấn Thiên Đạo Nhân cười khẽ, nói tiếp. Nhưng một bước này so với khoảng cách từ luyện khí kỳ đến độ kiếp kỳ gấp không chỉ một vạn lần, mà khổ không chỉ hơn một vạn lần. Ta hiểu, Kiều Tiểu Kiều nói, từ tiểu học đến tốt nghiệp đại học cũng chỉ hơn 10 năm, bên trong có rất nhiều trình tự, thứ cần học cũng rất nhiều. Nhưng chờ ngươi trở thành tiến sĩ, muốn có được đột phá trong lĩnh vực chuyên môn, cho dù chỉ tiến một bước nhỏ cũng phải tốn vài chục năm thời gian và tinh lực. Bần đạo không hiểu những gì mà ngươi nói. Vấn Thiên Đạo Nhân lắc đầu, nhưng cũng không có ý định tìm hiểu, tiếp tục thuận theo suy nghĩ của mình mà nói, đến độ kiếp kỳ, nếu tu tiên giả trước khi độ dẫn thiên kiếp đã sinh ra kiếp lực, loại người đó sẽ được gọi là kiếp tiên. Xác suất độ kiếp thành công của những người này rất lớn. Cho nên, bọn họ rất được tôn trọng ở liên minh tu tiên. Một loại khác, đó chính là độ dẫn thiên kiếp nhưng lại không phi thăng thành công, may mắn không chết. Loại tu tiên giả này sẽ được gọi là chuẩn tiên, ví dụ như bần đạo, thật ra chính là tam kiếp chuẩn tiên. Hạ Thiên khinh thường nói, độ ba lần thiên kiếp cũng không thành công, lão mũi trâu, người cũng quá củi bắp rồi. Vấn Thiên Đạo Nhân trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tiểu tử ngươi nói chuyện chẳng xuôi tai gì cả. Nguyệt Thanh Nhã mỉm cười, thay Hạ Thiên giảng hòa, độ kiếp ba lần không chết, tiền bối cũng ứng thiên mệnh. Đại kiếp bất tử, tất có phúc về sau. Lời này nói nghe được nè, Vấn Thiên Đạo Nhân lập tức tươi cười. Hạ Thiên nói, nghe được thì làm được cái gì, ngươi còn không phải phế vật sao? Tiểu tử, chờ ngươi độ kiếp một lần thì biết. Vấn Thiên Đạo Nhân cũng không phản bác, sau khi chân chính chứng kiến thiên uy, ngươi sẽ không còn tự đại như vậy nữa. Ta không phải tự đại, cái này phải gọi là tự tin. Hạ Thiên lười biếng nói. Vấn Thiên Đạo Nhân cười khẽ, ha ha. Ta thật sự muốn biết sốt cuộc tu tiên liên minh là tổ chức như thế nào, bên trong có những ai. Cơ Thanh Ảnh không hờ hững giống như Hạ Thiên, cũng không khí định thần nhàn như Nguyệt Thanh Nhã, trực tiếp hỏi ra vấn đề mà nàng muốn biết nhất, còn nữa, sốt cuộc là ai đã mang định ý lớn đến như vậy với Tiên Vân Đại Lục, còn có trái đất. Đã dám chúng ta thành cái gì là tiên khí chi địa, thậm chí còn phái người đến giết chúng ta. Tu tiên liên minh, tên như ý nghĩa. Chính là liên minh tất cả tinh vực tu tiên. Vấn Thiên Đạo Nhân lạnh nhạt nói, dưới cờ có đến mấy vạn tinh vực tu tiên, tinh cầu thì nhiều vô số kể. Tổng bộ liên minh được gọi là sâu không vô tận, là nơi có linh khí dồi dào nhất, tổng cộng có 9 giới, 18 giới và 27 giới. Cơ Thanh Ảnh không hiểu cho lắm, các ngươi quy hoạch bao nhiêu giới mà các ngươi còn không biết rõ sao. Tu tiên liên minh chỉ là một liên minh mà thôi. Vấn Thiên Đạo Nhân cười khẽ, theo thuyết pháp của Hội Chí Tôn, tu tiên liên minh chỉ có ba giới. Đó chính là địa khu của đám chuẩn tiên bọn họ, phân thành thượng trung hạ ba bậc. Nhưng dưới Hội Chí Tôn sẽ có Hội Trường Sinh, bọn họ cho rằng sâu không vô tận có 18 giới, cũng chia thành ba bậc thượng trung hạ. Dưới Hội Trường Sinh sẽ có Hội Vạn Đạo, là tổ chức của hợp thể kỳ đỉnh phong và độ kiếp kỳ bị rớt xuống. Bọn họ mở rộng đến 27 giới. Tương tự cũng có ba bậc thượng trung đẳng. An Khả Khả thuận miệng hỏi, hợp thể kỳ trở xuống có hội gì hay không? Hợp thể kỳ trở xuống hoàn toàn không có quyền lên tiếng ở sâu không vô tận. Vấn Thiên Đạo Nhân khinh thường nói, bọn họ chỉ phụ thuộc dưới cờ của chuẩn tiên, không xứng phát biểu chứ đừng nói chi đến sáng lập hội. Nói xong, hắn hào hứng cười ha hả, về phần người nhằm vào tiên khí chi địa các ngươi, như vừa nãy ta đã nói. Ta sẽ không nói người đó là ai. Các ngươi muốn biết, hãy tự mình đến sâu không vô tận một chuyến thì biết.
ngươi cứ bảo chúng ta đến liên minh tu tiên, có phải ngươi có âm mưu gì hay không? Cơ Thanh Ảnh lạnh giọng nói, âm mưu thì không có, nhưng tính toán thì có. Vấn Thiên đạo nhân cũng không che giấu, bần đạo cũng chịu sự chèn ép ở hội chí tôn, cần ngoại lực tương trợ, cho nên ta đã dò xét mấy trăm tinh vực một phen. Trong tất cả tu tiên giả vừa mới tấn thăng độ kiếp kỳ, cũng chỉ có cách làm của các ngươi hợp với khẩu vị của bần đạo nhất. Cách làm gì? Tát Mã công chúa không hiểu cho lắm. Vấn Thiên đạo nhân cười nói, ha ha ha, đương nhiên là xử lý tên Trung Khuyển Võ La Thần Quân kia đấy. Ngươi có thủ với Võ La Thần Quân? Hạ Thiên hỏi. Vấn Thiên đạo nhân nói thẳng, không có thủ, chỉ là bần đạo không thích con chó đó. Hắn theo một chủ nhân tốt, cho nên cũng tưởng rằng mình ngon, gặp người liền sủa, thật sự khiến người ta phải chán ghét. Hạ Thiên hời hợt nói, đã không thích, tại sao ngươi không xử lý hắn? Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Vấn Thiên đạo nhân mỉm cười đáp, bần đạo có quen biết với chủ nhân của hắn, lại ăn cơm chung, nhận qua chút chỗ tốt. Nếu đánh con chó đó thì thật sự có chút khó coi. Hạ Thiên rất không tán đồng cách nói nhảm này, vậy ngươi còn gọi Vấn Thiên đạo nhân cái gì nữa, cứ trực tiếp gọi là Túng Thiên đạo nhân đi. Vấn Thiên chứ không phải Đấu Thiên. Vấn Thiên đạo nhân cười khẽ, bần đạo là người tu đạo, có hàm dưỡng, không phải cứ thấy ai khó chịu là giết, đạo tâm nhất định sẽ bị nhiễm xấu. Sợ thì nói là sợ, cần chi phải bày nhiều lý do như thế. Hạ Thiên vạch trần, Vấn Thiên đạo nhân hơi nheo mắt lại, nhìn Hạ Thiên, nếu ngươi biết thân phận của chủ nhân hắn là gì, đảm bảo ngươi còn sợ nhanh hơn, sợ nhiều hơn cả bần đạo. Người kia gần như là chúa tể tuyệt đối của liên minh tu tiên. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi hắn chính là chân tiên, chỉ là hắn cố ý áp chế tu vi của mình, ngừng lại ở sâu không vô tận mà thôi. Cơ Thanh Ảnh vẫn không hiểu, vậy hắn có mưu đồ gì sao? Ai biết được, Vấn Thiên đạo nhân lắc đầu. Hạ Thiên bỗng nhiên lên tiếng, ta biết, hắn đang chờ ta xử lý hắn. Khoác lác thì dễ nói nhưng hiện thực thì khó làm. Vấn Thiên đạo nhân lắc lắc tay, lộ ra vẻ mặt không vui, sau đó chậm rãi đứng dậy. Không chút dấu hiệu nào nhấc trưởng chụp về phía Hạ Thiên. Trưởng phong lẫm liệt, nhanh như thiểm điện. Hạ Thiên hờ hững đẩy bàn tay của Vấn Thiên đạo nhân ra, khó chịu nói, lão mũi trâu, có phải ngươi cảm thấy mình rất dũng hay không? Chỉ thấy trưởng lực chạy gấp như sấm, trong nháy mắt bay ra khỏi đảo thần tiên, nổ vang giữa không trung. Nếu bị một trưởng này đánh trúng, đừng nói Hạ Thiên, đoán chừng cả hòn đảo thần tiên cũng sẽ gặp nạn. Ta đã đoán ngươi không có ý tốt rồi mà. Cơ Thanh Ảnh vung tay, một thanh kiếm từ trong tay áo bay ra, chỉ vào cổ họng Vấn Thiên đạo nhân. Vân Thanh, An Khả Khả, còn có Tát Mã công chúa cũng kịp thời phản ứng, lập tức chiếm một góc, bao vây Vấn Thiên đạo nhân ở chính giữa. Nhìn điệu bộ này, các nàng hẳn đã diễn luyện qua tình huống ứng đối tương tự. Không nên gấp, cũng không cần hoảng, lại càng không cần loạn. Vấn Thiên đạo nhân cười khẽ. Bình tĩnh nói, bần đạo chỉ hiếu kỳ thân thủ của Hạ đạo hữu mà thôi, muốn thử hắn một lần, cũng không có định ý. Muốn đánh nhau thì có thể nói thẳng. Hạ Thiên duỗi lưng một cái, lờ đễnh nói, mặc dù con người của ta từ trước đến nay thích lấy đức phục người, nhưng đối phó với một số tên ngốc nghe không hiểu tiếng người, nắm đấm lại càng hữu dụng hơn một chút. Bần đạo là lão nhân hơn 2 vạn tuổi, chưa chắc chống đỡ nổi quả đấm của ngươi. Vấn Thiên đạo nhân thoáng hoạt động lưng một chút, sau đó nói, tuy nhiên, ta thật sự rất tò mò đối với ngươi, muốn thử xem ngươi nắm giữ được mấy phần tinh túy của nghịch thiên chân kinh. Hiện tại, trong lòng ta đã có phán đoán, không đến mức đặt cược sai. Ta chẳng biết cái gì là nghịch thiên chân kinh cả. Hạ Thiên nghiêm túc cải chính, ta chỉ biết nghịch thiên bát châm mà thôi. Ngươi tốt nhất nên nhớ cho kỹ. Nếu còn nhầm nữa, ta sẽ đánh ngươi. Vấn Thiên đạo nhân lạnh nhạt nói, chẳng sao, mặc kệ nghịch thiên bát châm hay là cái gì, tóm lại cũng từ nghịch thiên chân kinh mà ra. Bây giờ, ngoại trừ ngươi, dường như không có người nào luyện thành. Nếu không tìm ngươi thử một chút, thật không cách nào lĩnh hội được phong thái của Dạ Đế năm đó. Ngươi muốn lĩnh hội phong thái của Dạ Đế, ngươi đi tìm Dạ Đế là được rồi. Hạ Thiên khó chịu nói, ta là ta, chẳng liên quan đến Dạ Đế nào cả. Vấn Thiên đạo nhân nói, địa hình nơi này bị hạn chế, không tiện chiến đấu. Nói xong, hắn quay sang nhìn Cơ Thanh Ảnh, ngươi là quốc chủ nơi này, cho ta hỏi có sân bãi nào thích hợp chiến đấu hay không?
Có. Cơ Thanh Ảnh nhìn Hạ Thiên một chút, phát hiện hắn cũng không phản đối, liền nói, 3000 dặm phía Bắc Lam Kinh có một ngọn núi được san bằng, là diễn võ trường mới xây, vốn dùng để cho các tỷ muội phát triển công pháp độ kiếp kỳ. Vậy thì chỗ đó đi. Vấn Thiên đạo nhân khẽ cười một tiếng, cả người từ dưới đất bay lên, giống như mũi tên, trong nháy mắt bay về phía Bắc. Hạ Thiên mỉm cười nói với nhóm người Nguyệt Thanh Nhã, Thần Tiên tỷ tỷ, ba nàng, ta đi đánh lão mũi trâu kia một trận, lập tức trở về ngay. Chồng, chàng đang nói gì vậy, chúng ta cũng muốn sang đó xem một chút. Vân Thanh nói thẳng. An Khả Khả gật đầu, đúng vậy. Khó có lúc nhìn thấy tu tiên giả độ kiếp kỳ ra tay, đây chính là kinh nghiệm khó có được. Cơ Thanh Ảnh cũng cảm thấy hứng thú, mặc dù linh khí bị chế tài, công pháp độ kiếp kỳ không thể phát huy toàn bộ công hiệu, nhưng nhìn xem cũng có thể học được ít nhiều. Nguyệt Thanh Nhã ngược lại nhìn thấu rất rõ ràng, tiền bối hẳn biết nhược điểm phương diện này của chúng ta, cho nên cố ý muốn chiến đấu với Hạ Thiên một trận, để chúng ta không đến mức cái gì cũng không biết. Lời này cũng không phải là không có lý. Mặc dù các nàng đã sớm là độ kiếp kỳ, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhìn thấy núi vàng, hoàn toàn không biết cách đào vàng ra sao. Bởi vì, bất luận là trái đất hay là tiên vân đại lục, tất cả đều không có công pháp độ kiếp kỳ. Thậm chí, mấy năm gần đây, các nàng chỉ có thể dựa vào cổ tạ của Phiếu Miểu Tiên Môn cùng với các phái khác, vừa nghiên cứu ảo diệu bên trong vừa thử tự mình khai phát công pháp. Trước đó, khi Võ La Thần Quân và Tam Thần Tướng đến, bọn họ cũng đã có chút thu hoạch, ít nhất cũng hiểu được khái niệm kiếp lực. Sau đó, Hạ Thiên liền có đột phá, rất nhanh nắm giữ kiếp lực. Hiện tại, trong số những nữ nhân của Hạ Thiên đã có mấy người luyện ra được kiếp lực. Đoán chừng qua một thời gian nữa, tất cả mọi người đều có thể thuần thục nắm giữ kiếp lực. Lúc này, Vấn Thiên đạo nhân lại biểu diễn một số kỹ pháp cho các nàng xem, vừa lúc có thể giúp các nàng hiểu rõ hơn về độ kiếp kỳ. Một lát sau, Hạ Thiên cùng với các nàng đến diễn võ trường. Thậm chí, Nguyệt Thanh Nhã còn truyền tin cho những nữ nhân đang đi công việc bên ngoài, yêu cầu các nàng nhanh chóng trở về quan sát trận chiến đấu này. Đến rồi à, Vấn Thiên đạo nhân đứng ở diễn võ trường, nhìn đám người Hạ Thiên đến, các người muốn tiến lên cùng một lúc, quần ẩu lão già này sao? Hạ Thiên nhếch miệng, không cần, một mình ta có thể đánh ngươi nằm sấp. Vậy thì tốt rồi, Vấn Thiên đạo nhân gật đầu, không biết Hạ đạo hữu có nắm giữ kiếp lực hay không? Cái này ta đã nắm từ sớm rồi, Hạ Thiên hờ hững đáp. Xem ra, người đúng là kiếp tiên, thiên tư rất cao. Vấn Thiên đạo nhân nhẹ gật đầu, hai tay từ phía sau lưng đưa ra ngoài, quanh người nổi lên phù quang màu vàng. Kỳ kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng đều bị nhóm lửa, bần đạo bắt đầu có chiến ý rồi đây. Ngươi hãy cho ta nhìn xem ngươi làm sao mà vận dụng kiếp, hả? Lời còn chưa nói hết, Hạ Thiên đã xuất hiện trước mặt của hắn, nắm đấm giống như dùng tốc độ chậm nhất đánh vào mặt của hắn. Bành! Một quyền đánh rất vừa vặn. Tuy nhiên, Vấn Thiên đạo nhân cũng không gặp khó khăn, bởi vì quyền kình của Hạ Thiên bị cơ thể của hắn trực tiếp hấp thu, dùng tốc độ nhanh chất lan tràn khắp Bách Hải. Sau đó, trong vòng chưa đầy 1% giây, kiếp lực phân tán vòng qua mấy chu thiên, hội tụ cùng một chỗ, trải qua song trưởng của Vấn Thiên đạo nhân đánh về phía Hạ Thiên. Vấn Thiên kiếp trưởng. Hạ Thiên cũng không tránh, miễn cưỡng tiếp một trưởng này. Nhưng cơ thể của hắn không thể biến kiếp lực này cho bản thân sử dụng, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Không cần hóa dụng, vậy thì chỉ có thể tá lực. Bành! Hạ Thiên rất nhanh tháo bỏ kình lực kia, nhưng trong lòng thật sự không phục, lão mũi trâu, ngươi đúng là có chút bản lãnh. Bây giờ đến phiên ngươi ăn của ta một quyền. Ngươi đến là được, Vấn Thiên đạo nhân đứng im không nhúc nhích. Nói đánh là đánh, Hạ Thiên sử dụng 6 thành lực đạo, một chiêu xúc địa thành thốn đến trước mặt Vấn Thiên đạo nhân. Không đợi đối phương kịp phản ứng, một nắm đấm đã đánh trúng ngực Vấn Thiên đạo nhân. Một quyền này chẳng hoa mỹ, cũng chẳng có kỹ xảo. Chỉ là một nắm đấm đơn thuần, chủ yếu dựa vào sức mạnh, trong đó đương nhiên cũng trộn lẫn một phần kiếp lực. Vấn Thiên đạo nhân một lần nữa sử dụng kỹ năng chuyển hóa sức mạnh, chỉ là lần này xuất hiện việc ngoài ý muốn. Bởi vì Hạ Thiên đã sử dụng băng hỏa kiếp lực, đây là hai loại kiếp lực hoàn toàn trái ngược nhau. Khi chúng còn bên trong cơ thể của hắn, bởi vì liên quan đến băng hỏa linh thể, hai loại kiếp lực này có thể chung sống hòa bình.
nhưng một khi rời khỏi cơ thể Hạ Thiên, dĩ nhiên chúng không thể hòa vào nhau rồi. Vấn Thiên đạo nhân sơ sẩy một chút đã khiến cho loại kiếp lực này tiến vào cơ thể của hắn. Kết quả không thể hòa tan, hai loại kiếp lực đấu với nhau, phá hủy hệ thống tuần hoàn trước kia của hắn. A, Vấn Thiên đạo nhân kinh ngạc lên tiếng, gương mặt vốn không hề gợn sóng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng. Song trưởng ngưng tụ, trước đẩy nắm đấm của Hạ Thiên ra, sau đó phản hồi toàn bộ hỏa kiếp lực trở về. Lão đầu nhi, ngươi không chịu nổi rồi. Hạ Thiên cười hì hì, làm ra vẻ hiểu hết, để ta cho ngươi thêm cây đuốc. Vấn Thiên đạo nhân nhanh chóng thối lui mấy trăm mét, nhấc tay lên bắn ra một đạo kiếp lực về phía Hạ Thiên. Đạo kiếp lực hóa thành mấy luồng lưu quang bay thẳng đến chỗ Hạ Thiên. Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm đến thiên đạo kiếp lực, vẫn xông thẳng về phía Vấn Thiên đạo nhân. Đương nhiên, Hạ Thiên không phải không có chuẩn bị, hắn lấy ra một cây ngân châm đâm tới mấy luồng lưu quang kia. Cút sang một bên, mấy đạo lưu quang trong nháy mắt bị đánh vỡ nát. Đến hay lắm, Vấn Thiên đạo nhân mỉm cười, bóp quyết ấn đẩy về phía Hạ Thiên, bần đạo mời ngươi ăn một đại Phật trưởng. Chỉ thấy một Phật Đà kim thân thật lớn xuất hiện sau lưng Vấn Thiên đạo nhân, vận bàn tay che trời đánh về phía Hạ Thiên. Một trưởng này mơ hồ mang theo từng sợi sức mạnh pháp tắc, khiến cho Hạ Thiên có cảm giác không cách nào né tránh. Tuy nhiên, hắn cũng không có ý định né tránh. Hạ Thiên siết chặt nắm đấm nghênh đón. Cơ Thanh Ảnh từ xa nhìn thấy không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng, vô thức mắng, hắn không phải đạo sĩ sao? Tại sao lại dùng Phật trưởng chứ? An Khả Khả chợt nhớ đến mình đã từng đọc qua một quyển tiểu thuyết rất nhiều năm trước đó, có lẽ là vì Phật là đạo. Đây là thuyết pháp gì? Cơ Thanh Ảnh không hiểu. Vân Thanh có chút bận tâm, các ngươi cảm thấy chồng của chúng ta có thể thắng sao? Chồng nhất định thắng, Tát Mã công chúa không hề do dự nói. An Khả Khả gật đầu nói, nhất định chồng sẽ thắng. Hắn không thể thua được. Mặc dù Cơ Thanh Ảnh cũng cảm thấy Hạ Thiên sẽ không thua, nhưng nàng cũng có chút nhận biết về thực lực của Vấn Thiên đạo nhân. Cho đến trước mắt, hai người đều không xuất hết toàn lực. Nhưng Vấn Thiên đạo nhân hiển nhiên càng thêm thành thạo điêu luyện. Hạ Thiên thì có chút bị động, Nguyệt Thanh Nhã nhìn chằm chằm trận chiến, trong lòng phân tích sự lợi và hại của hai người. Thật ra, nàng không để ý đến thắng bại của cả hai. Nàng chỉ muốn nhớ kỹ càng nhiều chi tiết của Vấn Thiên đạo nhân càng tốt, để ngày sau chậm rãi phá giải và nghiên cứu. A, chồng, cẩn thận. Lúc này, Vân Thanh bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ nghe bành một tiếng, Hạ Thiên bị một cự trưởng đánh trúng, cả người một lần nữa bay rớt ra ngoài. Đây là Thiên Thiên Phật Kiếp trưởng, mà cũng chỉ là thức thứ nhất. Hai tay Vấn Thiên đạo nhân bóp quyết ấn, cười nói với Hạ Thiên, kiếp lực của ngươi rất đặc biệt, nhưng còn chưa trải qua thiên kiếp rèn luyện. Cho nên nó không đủ hùng hậu, đối mặt với người cùng cảnh giới với ngươi, thậm chí tu tiên giả cảnh giới cao hơn ngươi, kiếp lực của ngươi vẫn chiếm được lợi. Nói xong, sắc mặt của hắn chuyển sang khinh thường, nhưng muốn đối phó người kia, cảnh giới cao hơn ngươi không phải một chút, càng không phải một giai hai giai. Với thực lực của ngươi bây giờ, chỉ sợ ngay cả đến gần người đó cũng không được. Đánh giám. Hạ Thiên hoàn toàn không tiếp nhận thuyết pháp này, trực tiếp bóp quyền đánh tới, bây giờ ta sẽ đánh ngươi nằm sấp luôn. Vấn Thiên đạo nhân lại bóp quyết ấn, vậy ta sẽ cho ngươi ăn thêm một chút, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Phật tượng ngưng tụ sau lưng Vấn Thiên đạo nhân trực tiếp tiêu tán. Lão đạo sĩ lỗ mũi trâu kia muốn làm gì? Cơ Thanh Ảnh mơ hồ cảm nhận được hết thảy mọi thứ chung quanh mình bỗng nhiên rơi vào sự ngột ngạt, cảm giác giống như trước khi mưa to gió lớn đến. Nguyệt Thanh Nhã cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Mà cảm giác này không phải phát ra từ sự nhạy cảm của tu tiên giả mà là bản năng tự nhiên của động vật. Nếu vậy, nó sẽ rất đáng sợ. Nó cho thấy rằng những gì sẽ xảy ra tiếp theo là một loại sợ hãi hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tu tiên giả. Vân Thanh, An Khả Khả, còn có Tát Mã công chúa sắc mặt đều trắng bệch. Mặc dù các nàng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đều cảm nhận được nguy hiểm. Đương nhiên Hạ Thiên cũng cảm nhận được khí tức kỳ lạ này, nhưng nắm đấm của hắn đã đến rồi, không thể thu lại được. Chỉ là nắm đấm của hắn càng nhanh, khí tức sẽ càng nồng nặc. Khi nắm đấm của hắn đánh trúng Vấn Thiên đạo nhân, luồng khí tức đó cũng đạt đến đỉnh điểm ngay lập tức. Nhất thời,
Hạ Thiên có linh cảm, nếu như trúng một quyền này, chính mình rất có thể sẽ chết. Dù vậy, nắm đấm của hắn vẫn không hề có chút do dự. Giữa không trung, dáng hồng như giận. Một tượng Phật lẳng lặng ngưng kết, bầy tay trái hơi động một chút, giống như thiên lôi hàng thế đánh về phía Hạ Thiên bên dưới đám mây. Tốc độ của một trưởng này cực nhanh, so với nắm đấm của Hạ Thiên còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Rõ ràng là đi sau nhưng lại đến trước. Trong lúc nắm đấm của Hạ Thiên sắp đánh tới Vấn Thiên Đạo Nhân, hắn lại đánh vào chính giữa. Bành! Phật trưởng kim quang lóng lánh trực tiếp quét sạch Hạ Thiên, thậm chí hơn một nửa diễn võ trường cũng không còn. Tại chỗ chỉ còn lại một cái hố to không đáy cùng với Vấn Thiên Đạo Nhân ngạo nghễ đứng tại chỗ. Chồng! Vân Thanh giật mình, vô thức muốn bay qua đó xem tình huống như thế nào, nhưng lập tức bị Cơ Thanh Ảnh ngăn lại. Hai người các ngươi cũng đừng động. Cơ Thanh Ảnh trừng An Khả Khả và Tát Mã công chúa một cái. Nguyệt Thanh Nhã thản nhiên nói, đây là cuộc chiến đấu của hắn, chúng ta đừng nên can thiệp. Các ngươi yên tâm đi, Hạ Thiên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Quả nhiên, Hạ Thiên rất nhanh từ trong cái hố vọt ra, bay đến trước mặt Vấn Thiên Đạo Nhân. Lão Mũi Châu, người quả nhiên có chút bản lãnh. Hạ Thiên không khỏi hưng phấn, cười hì hì nói với Vấn Thiên Đạo Nhân, qua nhiều năm như vậy, người có thể đánh chúng ta có được mấy ai? Người được tính là nửa người. Tại sao lại nửa người? Vấn Thiên Đạo Nhân thuận miệng nói, lão phu là Phật kiếp hàng thế, và ta lại đánh chúng ngươi. Một trưởng kia của ngươi không đủ chính tông, vừa rồi muốn đánh chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên lười biếng nói, tuy nhiên, ta muốn thử rốt cuộc một trưởng kia có uy lực lớn đến bao nhiêu, cho nên ta mới không né tránh. Vấn Thiên Đạo Nhân cười khẽ nói, ngươi thật sự rất có thiên phú dị bẩm trong tu tiên và chiến đấu, nhưng chỉ dựa vào thiên phú thì không đủ. Nói xong, hắn liền giải thích, ta chỉ học được chút gia lông của thiên thiên Phật kiếp trường. Nếu như có thể phát huy 7 thành, thậm chí 8 thành công lực, đoán chừng hơn phân nửa tiên vân đại lục sẽ không chịu được. Khoác lác không phạm pháp, Hạ Thiên nhếch miệng, tùy ngươi nói thế nào thì nói. Vấn Thiên Đạo Nhân cười ha hả, vừa rồi ngươi đã thử qua uy lực rồi đấy. Đây là bần đạo chỉ dùng 5 thành công lực, ngươi hẳn biết lời nói của bần đạo không ngoa. Vừa rồi chỉ là làm nóng người mà thôi, mà ta cũng chỉ sử dụng 4 thành thực lực. Hạ Thiên xác thực cũng không dùng toàn lực, lúc này hắn mới có hứng, cười hì hì nói, lão Mũi Châu. Cơ thể của ngươi tốt nhất nên cứng rắn. Nếu không, tiếp theo ngươi sẽ tan thành từng mảnh. Vấn Thiên Đạo Nhân cũng không yếu thế, nhẹ giọng nói, Hạ Đạo Hữu, ngươi chưa chắc đến gần được người bần đạo chứ đừng nói chi ra tay. Phốc, lời còn chưa nói hết, nắm đấm của Hạ Thiên đã đánh trúng phần eo của hắn. Tuy nhiên, nó lại bị một tầng khí chướng màu vàng chặn lại. Đây là chiêu gì vậy? Hạ Thiên nhếch miệng, có chút khó chịu hỏi. Vấn Thiên Đạo Nhân cười khẽ, kim cương hàng ma khí chướng, công pháp hộ thân Phật môn đỉnh cấp, cũng là tuyệt kỹ của vị kia. Phốc phốc phốc, lại đánh ra mấy quyền, Vấn Thiên Đạo Nhân cũng không tránh né, chỉ dùng tầng khí chướng này để phòng ngự. Tầng khí chướng làm cho Hạ Thiên có chút chán ghét, không phải hắn phá không được, mà là phá cũng vô dụng. Cảm giác đả kích của Hạ Thiên đã bị phá hư. Hắn thích chính là cảm giác thoải mái quyền đánh vào thịt của kẻ địch. Nhưng tầng khí chướng đó đã làm suy yếu cảm giác này của hắn, giống như đánh vào cục bông, tối đa cũng chỉ phát ra tiếng trầm đục nhàm chán. Lại càng không cần phải nói, khí chướng đó được tạo thành từ những hạt khí màu vàng cực kỳ tinh mịn. Nó sẽ tiêu tán, phân chia và truyền năng lượng của hắn từng chút một. Trải qua mấy lần chu thiên, một lần nữa trả về cho hắn. Ta không tin không phá được thứ đồ quỷ này của ngươi. Giữa ngón tay Hạ Thiên sáng lên một cây ngân châm, hắn vận băng hỏa kiếp lực đâm tới. Vấn Thiên Đạo Nhân nhìn thấy Hạ Thiên dùng châm, con người lập tức ngưng lại, quyền ấn trong tay nới lỏng ra, tay áo hất lên, biến thành một nửa hình tròn, đánh băng hỏa kiếp lực của Hạ Thiên sang một bên. Lão Mũi Châu, người bị lừa rồi. Hạ Thiên cười hì hì, tiếp theo, một nắm đấm khác đánh vào mặt Vấn Thiên Đạo Nhân. Vấn Thiên Đạo Nhân cũng không hoảng hốt. Thân hình lập tức tản ra một luồng kim quang. Ngươi lại bị lừa, nụ cười của Hạ Thiên không giảm, ngân châm giữa ngón tay bàn tay trái đánh ra một thức châm ngoại châm, tiêu tán vòng kim mang của Vấn Thiên Đạo Nhân. Lúc này,
mặt vấn thiên đạo nhân mới thay đổi. Đáng tiếc đã muộn. Bành! Trên mặt đã chịu một quyền. Vấn thiên đạo nhân lập tức bay rớt ra ngoài. Hạ Thiên đi theo, nắm đấm như mưa rơi xuống người vấn thiên đạo nhân. Còn tới, thân hình vấn thiên đạo nhân ngừng lại giữa không trung, bên ngoài cơ thể nổi lên từng tầng hào quang màu xanh lam. Lè loẹt, Hạ Thiên khinh thường nói, nắm đấm như thường lệ đánh tới. Bù, vấn thiên đạo nhân có chút không nhịn được, bay thẳng lên bầu trời, được rồi, dừng ở đây thôi. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, Hạ Thiên vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được vấn thiên đạo nhân vẫn chưa toàn lực ứng phó, lão mũi trâu, nếu muốn đánh thì phải đánh cho tận hứng. Ngươi cần chi phải rông dài như vậy? Vấn thiên đạo nhân thản nhiên nói, bần đạo vốn không phải đến đây để đánh nhau. Hạ Thiên nhếch miệng, lão mũi trâu, có phải trí nhớ của ngươi không tốt hay không? Vừa rồi người muốn đánh nhau không phải ngươi sao? Bần đạo chỉ biểu hiện một vài thứ với ngươi mà thôi. Vấn thiên đạo nhân nghiêm túc nói, vừa rồi bần đạo sử dụng chiêu thức, ngươi có nhìn thấy không? Học được không? Này, lão mũi trâu, ngươi che che giấu giấu như vậy là có ý gì? Hạ Thiên khó chịu nói, có lời gì thì cứ việc nói thẳng, có chuyện gì thì cứ trực tiếp mà làm. Ta ghét nhất là người khác cứ vòng vèo. Thế giới sẽ có nhiều màu sắc khi có nhiều vòng tròn xung quanh nó. Vấn thiên đạo nhân đứng bên trong đám mây, ý muốn đi đã được thể hiện rõ, được rồi, bây giờ phải tạm biệt thôi. 3 tháng sau, chúng ta sẽ gặp lại ở bàn đào tiên hội. Nói xong, hắn trực tiếp bay lên không rời đi. Đằng trước hắn nổi lên một vòng ánh sáng pháp trận, cơ thể xông vào pháp trận, sau đó biến mất không thấy đâu. Ánh sáng cũng lập tức tiêu tán không còn một mảnh. Hắn cứ như thế mà đi. Vân Thanh ngẩn ra, đến cũng vội mà đi cũng vội. An Khả Khả nói, đúng là có chút khó hiểu. Hắn đến hẳn là để chỉ điểm Hạ Thiên. Nguyệt Thanh Nhã nói, chiêu thức mà hắn dùng vừa rồi vô cùng có khả năng đến từ địch nhân tương lai mà chúng ta phải đối mặt. Cơ Thanh Ảnh ngược lại vô cùng khó chịu, lão mũi trâu đó đúng là khó chịu, nói chuyện cũng chỉ nói một nửa, chưa chắc là loại người tốt lành gì. Nói không chừng hắn ta đang khích chúng ta đi chiến đấu với người kia, còn hắn thì ngồi đó ngư ông đắc lợi. Mặc kệ hắn đến đây có mục đích gì, ít nhất trước mắt hắn không hề có địch ý. Ý chí của Nguyệt Thanh Nhã từ trước đến nay luôn rộng lớn, sẽ không để ý những chuyện này, các ngươi có nhìn thấy rõ ràng kết ấn của đạo sĩ kia không? An Khả Khả có chút mê mang, hắn không phải bảo chồng nhớ kỹ sao? Ngươi cảm thấy hắn sẽ nhớ sao? Cơ Thanh Ảnh mỉm cười hỏi ngược lại. Vân Thanh không nhịn được cười. Các nàng biết rõ tính tình của Hạ Thiên là gì. Hắn lười tốn thời gian cho những chuyện như thế. Điều này cũng đúng. An Khả Khả mỉm cười xấu hổ nhưng sau đó liền nói, vừa nãy ta chỉ lo lắng cho chồng, cũng không nhớ kỹ bao nhiêu. Nguyệt Thanh Nhã thản nhiên nói, không sao. Ta đã nhớ kỹ rồi. Lát nữa, chúng ta sẽ chứng thực lại một chút, nhất định có thể khôi phục lại đa số. Vợ thần tiên tỷ tỷ, thật ra không cần nhớ rõ đâu. Hạ Thiên lười biếng bay trở về, lão mũi trâu đó dùng công pháp cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu ta muốn phá giải, lúc nào cũng có thể làm được. Ngươi có thể nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể. Cơ Thanh Ảnh nói với Hạ Thiên, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ là địch với người kia. Chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị một chút. Nguyệt Thanh Nhã gật đầu nói, vấn thiên đạo nhân đã cố ý đến thể hiện môn công pháp này với chúng ta, nói rõ nó có chỗ độc đáo của nó. Nghiên cứu sớm một phen cũng không phải chuyện xấu. Tuy nhiên, trước lúc này, thật ra còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nguyệt Thanh Nhã đã nói như vậy, Hạ Thiên đương nhiên sẽ không nói thêm điều gì. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc quan trọng khác, liền nghiêm túc nói. Chuyện gì, vẻ mặt Tát Mã công chúa vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên là song tu rồi. Hạ Thiên tiến lên, ôm ngang Tát Mã công chúa, cười nói, ta có cách ngưng luyện kiếp lực, vừa lúc có thể truyền cho các nàng. Cơ Thanh Ảnh khinh thường nói, người thật sự truyền công pháp sao? Người rõ ràng chính là muốn, phì. Câu nói kế tiếp, thân là nữ hoàng, nàng nói không nên lời, chỉ có thể mắng một tiếng. Đúng, ta chính là muốn đấy. Hạ Thiên nói thẳng, sau đó quay sang Cơ Thanh Ảnh, vợ nữ hoàng, chẳng lẽ nàng không muốn sao? Cơ Thanh Ảnh là người kiêu ngạo, lập tức nắm lấy cổ Hạ Thiên, nào, xem ai cầu xin tha thứ trước.
Rất nhanh, tất cả mọi người quay về đảo thần tiên. Thời gian sau, Hạ Thiên chuyên tâm truyền công cho các bà vợ của mình, dạy cho bọn họ cách ngưng luyện kiếp lực. Không thể không nói, mặc dù Hạ Thiên không phải là một lão sư hợp cách, nhưng hắn thắng ở cần cù, chăm chỉ, tận tâm tận lực, lặp đi lặp lại, toàn lực tiến hành dạy học, cho đến khi mỗi bà vợ đều học xong, học hiểu mới thôi. Sau đó, Hạ Thiên ở lại Thiên Vân Đại Lục một tháng. Không phải tất cả chỉ là đắm chìm trong ôn nhu hương, mặc dù giao lưu tình cảm lần lượt với các bà vợ xác thực tốn phần lớn thời gian. Mà cũng không còn cách nào, bởi vì Hạ Thiên nhất định phải truyền tĩnh linh văn cho các nữ nhân của hắn, để các nàng có thể trực tiếp ngưng luyện kiếp lực. Về phần tĩnh linh văn có phong hiểm hay không, điều này không cần suy tính. Cho dù có phong hiểm thì cũng là một mình Hạ Thiên gánh, bởi vì tĩnh linh văn mà hắn truyền cho các nữ nhân của mình đã được hắn cải tạo qua, hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong một tháng này, Hạ Thiên trải qua một cuộc sống rất phong phú, mỗi ngày đều tu luyện cùng nữ nhân của mình. Đương nhiên, hắn phát hiện một chuyện có chút khó chịu, đó chính là quan tài của Bùi Hồng Tụ vẫn bị Vấn Thiên Đạo Nhân mang đi. Vấn đề nằm ở chỗ, bọn họ không phát hiện lão mũi trâu đó ra tay từ lúc nào. Tuy nhiên cũng không quan trọng. Mặc dù Hạ Thiên háo sắc nhưng hắn không phải háo sắc đến mức thành quỷ. Sở dĩ trước kia hắn giữ Bùi Hồng Tụ, thứ nhất là vì nàng xinh đẹp, thứ hai là vì quan tài của nàng có chút tương tự với cực tiên mộ của Phù Diêu tiên tử, cho nên hắn muốn tham khảo một chút. Hiện tại, Phù Diêu tiên tử đã thu được tự do, phân lượng của Bùi Hồng Tụ tất nhiên thấp xuống. Hạ Thiên chỉ cảm thấy khó chịu vì loại hành vi của Vấn Thiên Đạo Nhân. Chờ hắn đến liên minh tu tiên, hắn nhất định sẽ đánh cho tên lão mũi trâu kia một quyền mới có thể tiêu tan sự không vui trong lòng. Một ngày nọ, tất cả mọi người đã được truyền độ tĩnh linh văn xong, tất cả đều nhất trí dứt bỏ Hạ Thiên, tề tựu ở Trà Hiên. Vấn Thiên Đạo Nhân nhắc đến bàn đào tiên hội, mọi người cảm thấy chúng ta có nên tham gia hay không? Nguyệt Thanh Nhã nhắc đến chuyện mà Vấn Thiên Đạo Nhân đã nói hôm qua. Nàng cũng đã thuật lại cho chúng nữ biết, lúc này nàng đang muốn trưng cầu ý kiến của các nàng. Ninh Khiết nghi hoặc hỏi, chúng ta gạt chồng sang một bên như vậy cũng không tốt, hắn sẽ không tức giận chứ? Hắn tức cái gì? Lãnh Băng Băng lạnh nhạt nói, bây giờ hắn đang triền miên với Liễu Mộng đấy. Đây chính là sự ăn ý của các nàng, cố ý để Liễu Mộng đến cuối cùng. Trong tất cả nữ nhân của Hạ Thiên, ngoại trừ Dạ Ngọc Mị, có thể địch nổi Hạ Thiên cũng chỉ có Liễu Mộng. Nhất là Liễu Mộng lâu như vậy vẫn chưa gặp Hạ Thiên, không ép khô hắn, nàng tuyệt đối sẽ không dừng lại. Cũng chỉ có Liễu Tỷ Tỷ mới có thể cuốn lấy được chồng. Tôn Hình Hình có chút sợ mà vỗ vỗ ngực, chồng, hắn quá, lâu không gặp, ta có chút không chịu đựng nổi sự nhiệt tình của hắn. Thư Tĩnh ngồi bên cạnh nàng mỉm cười trêu chọc, không chịu đựng nổi. Hình Hình tỷ không phải cũng chiếm hắn hết hai đêm sao? Tĩnh Tĩnh, ngươi nói cái gì đó? Tôn Hình Hình xấu hổ không thôi, đánh cho Thư Tĩnh một cái, ngươi rõ ràng còn lâu hơn ta, còn cùng với Phượng Nhi, với Khả Khả. Này, các ngươi muốn ồn ào thì cứ ồn ào, nhưng đừng kéo ta xuống nước. Kiều Phượng Nhi bất mãn nói. An Khả Khả cũng cảm thấy có chút không thể nói nổi, điều này đã là gì chứ? Trước kia ta lăn lộn ngành giải trí, cách chơi hoang dâm vô đạo hơn ta còn nghe nói qua nữa là. Được rồi, chúng ta bớt nói mấy chuyện này đi. Tống Ngọc Mị cắt ngang chủ đề trò chuyện, nhắc nhở chúng ta nên bàn chính sự thì hay hơn. Cơ Thanh Ảnh gật đầu, không sai, nói chính sự quan trọng hơn. Nếu không, tiểu oan gia kia tỉnh lại, các ngươi sẽ gặp tai ương đấy. Nói nghe giống như ngươi có thể thoát khỏi vậy. Diệp Mộng Oánh mỉm cười phản bác. Muốn so sánh sao? Lòng kiêu ngạo của cơ nữ hoàng lại dâng lên, hơi cau mày nói với Diệp Mộng Oánh. Triệu Yêu Yêu bĩu môi, đã nói là không nhắc lại mà. Vấn Thiên Đạo Nhân đó có tin được không? Mị Nhi trước kia là thành viên của Thiên Tổ, đối với người có lai lịch không rõ thường rất khó tin tưởng. Nàng hoài nghi hỏi, có phải liên minh tu tiên cố ý phái hắn đến đây lừa chúng ta hay không? Cũng có khả năng này. Lãnh Băng Băng cũng nghĩ đến điều đó, cho dù hắn không có để lộ ác ý, chúng ta cũng không thể không phòng. Liễu Vân Mạn gật đầu, biểu thị sự đồng ý, ý muốn hại người có thể không có, nhưng ý để phòng người khác không thể không. Ta cảm thấy hắn nhất định là người xấu. Vương Tiểu Nha nằm nghiêng trên mặt đất,
dùng ngực Kiều Hoàng Nhi làm gối, lười biếng nói, tên lỗ mũi trâu, con lửa chọc đó nhất định là có ý khác. Kiều Hoàng Nhi không rõ, vì sao ngươi lại nói như vậy? Trong tiểu thuyết cổ long có đề cập qua, Vương Tiểu Nha nghiêm túc đáp, hành tẩu giang hồ, có ba loại người không nên chọc. Một là người xuất gia, hai là nữ nhân, ba là ăn mày. Sở Giao trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nha, không phải chứ? Tiểu Nha, người coi mấy lời tiểu thuyết nói là chân lý à? Ta chẳng quan tâm nó xuất phát từ đâu, có đạo lý là được. Vương Tiểu Nha phản bác. Ngải Vi Nhi cười nhẹ, dựa theo lời ngươi nói, chúng ta cũng không cần phải sợ nữa, bởi vì chúng ta đều là nữ nhân, tất cả đều lăn lộn trong giang hồ. Triệu Yêu Yêu lắc đầu nói, cái gì giang hồ chứ? Chúng ta không phải tu tiên giả sao? Ví von, là ví von đó, cái này mà ngươi cũng không rõ sao? Cơ Thanh Thuần duỗi ngón tay, gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Triệu Yêu Yêu, ta hiểu rồi. Tát Mã công chúa nhìn mọi người nói chuyện, cũng chỉ mỉm cười. Cũng không phải vốn tiếng Trung của nàng không đủ, mà là nàng chưa từng tùy tiện xen vào bất cứ chuyện gì. Cái gọi ba nữ nhân một tuồng kịch, ở chỗ này, tối thiểu đồng thời tiến hành mấy trận hí, chẳng mấy chốc họ lại tán gẫu chuyện riêng của mình, tạo thành một mớ hỗn độn. Nhìn tình huống trước mắt, Cố Hàm Sương nói với Nguyệt Thanh Nhã, Nguyệt tỷ tỷ, hay là ngươi nói đi. Bằng không, họp đến tháng sau cũng không có kết quả. Được rồi, mọi người ngừng lại một chút. Nguyệt Thanh Nhã nhẹ giọng nói, chúng ta nên bàn chuyện chính sự. Nếu còn trễ nãi nữa, Hạ Thiên và Mộng Mộng sắp đến rồi đấy. Lời vừa nói ra, chúng nữ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trong khoảng thời gian này, các nàng nhớ Hạ Thiên là thật, nhưng hắn thật sự không biết tiết chế. Khi các nàng đơn độc ứng phó đều có chút không chịu được, quả thật hơi sợ. Thật ra chuyện này cũng không cần thương lượng. Lãnh Băng Băng dẫn đầu tỏ thái độ, liên quan đến chuyện tu tiên, chúng ta biết cũng không nhiều, thành ra cũng không thể đưa ra phán đoán chính xác. Cho nên, mọi người và chồng quyết định đi, chúng ta tuyệt không dị nghị. Đúng, chính xác, các ngươi nói thẳng quyết định đi, những người khác xác thực không có ý kiến. Mặc dù các nàng là độ kiếp kỳ, lại vừa trải qua song tu, từ chỗ Hạ Thiên thu được phương pháp ngưng luyện kiếp lực, nhưng đối với tu tiên vẫn là kiến thức nửa vời. Thành ra nàng cũng lười lãng phí thời gian suy nghĩ cái này. Mấy vấn đề như thế nên để mấy người Nguyệt Thanh Nhã sắp xếp, như vậy đỡ tốn thời gian và công sức hơn. Thật ra, chúng ta biết rất ít về liên minh tu tiên. Cơ Thanh Ảnh có chút khiêm tốn nói nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng, chỉ sợ đưa ra quyết định sai lầm sẽ hại mọi người. Diệp Mộng Oánh nói, người nói vậy là không đúng. Chúng ta là một thể, không tồn tại ai hại ai. Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Mặc dù thực lực chúng ta không có tăng lên, nhưng chúng ta có tu vi độ kiếp kỳ cũng không phải giả. Không sai, Tống Ngọc Mị gật đầu, chúng ta mau chóng đạt thành nhất trí, sau đó để chồng quay lại trái đất bàn bạc với nhóm người giả tỷ tỷ. Mặc kệ có đi hay không, tương lai tu tiên liên minh có thể sẽ là đại địch của chúng ta. Ta đồng ý, Nguyệt Thanh Nhã gật đầu, đã như vậy, chúng ta cứ võ đoán một lần. Từ đó đưa ra quyết định. Chúng nữ nhìn Nguyệt Thanh Nhã, chờ quyết định của nàng. Quyết định của ta chính là nhất định phải đi. Nguyệt Thanh Nhã lạnh lùng nói nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, nếu tu tiên liên minh là kẻ địch trong tương lai của chúng ta nhất định phải đến đó xem. Theo lời nói của Vấn Thiên Đạo Nhân, bên phía liên minh cũng không phải bền chắc như thép. Chúng ta chỉ có thể đến đó một chuyến mới biết được ai là địch ai là bạn. Đến lúc đó, chúng ta có thể lôi kéo đồng minh, cùng nhau đối phó địch nhân cường đại không biết kia. Vợ thần tiên tỷ tỷ, thật ra không cần phiền phức như vậy đâu. Lúc này, một âm thanh lười biếng vang lên, có chút khinh thường nói, nếu đám người liên minh tu tiên dám đến gây phiền phức cho chúng ta cứ trực tiếp đánh chết bọn họ là được. À, sao ngươi lại đến đây? Cơ Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, Liễu Mộng buông tha cho ngươi sao? Hạ Thiên kiêu ngạo nói, các người cho rằng vợ Mộng Mộng có thể ép khô ta được sao? Cho dù nàng ấy có lợi hại hơn nữa cũng không phải đối thủ của ta. Trước đó, muội muội chân dài đã ép khô ta một lần, tại sao ta lại mắc sai lầm tương tự nhỉ? Nói trắng ra, mỹ công của Mộng Mộng trước mắt còn không bằng Dạ Ngọc Mị chứ sao? Cơ Thanh Ảnh cười nhạo. Liễu Mộng đột nhiên xuất hiện trước mặt Cơ Thanh Ảnh, đẩy nàng ngã nhào xuống đất,
mặt dán sát mặt của nàng, ngươi nói ai không bằng Dạ Ngọc Mị. Ngươi đó, đừng có đến gần ta. Cơ Thanh Ảnh hung hăng trừng mắt với Liễu Mộng, nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Liễu Mộng không đứng dậy, ngược lại còn ép chặt hơn, bất mãn nói, ngươi nói ai không bằng Dạ Ngọc Mị. Được rồi, đừng làm rộn nữa. Nguyệt Thanh Nhã mỉm cười khoát tay với Liễu Mộng, đang nói chính sự đấy. Hừ, lần này ta bỏ qua cho ngươi. Lúc này, Liễu Mộng mới đứng dậy, sau đó bước đến trước mặt Liễu Vân Mạn, đầu tựa vào vai của nàng, Mạn Mạn, ngươi cho ta dựa một lát. Bây giờ ta còn thấy mệt, không còn khí lực nữa. Liễu Vân Mạn, các nàng đang thảo luận chuyện gì vậy? Hạ Thiên gối đầu lên chân Nguyệt Thanh Nhã, lười biếng nói. Nguyệt Thanh Nhã cũng không thèm che giấu, cười nói, chúng ta đang thương lượng sẽ phái ai đến Liên Minh Tu Tiên, tham gia bản đảo tiên hội. Việc này à, Hạ Thiên trả lời, các ngươi không cần đi, một mình ta đi là được. Không được, Lãnh Băng Băng quả quyết bác bỏ, tính cách của chàng quá ngang ngược. Một người đi, nói không chừng sẽ gây ra chuyện gì lớn nữa. Nhất định phải cử người đi cùng giám sát chàng. Hạ Thiên có chút vô tội nhìn Lãnh Băng Băng. Vợ Băng Băng, nàng nói vậy thì oan uổng cho ta quá. Ta vẫn luôn nghe lời nàng, xưa nay không chủ động tìm người khác gây sự, toàn là người khác đến tìm ta mà thôi. Lãnh Băng Băng hiểu rất rõ Hạ Thiên, vẫn lắc đầu như cũ, tóm lại, chàng không được đi một mình. Vậy các nàng muốn ai đi cùng với ta? Hạ Thiên hỏi thẳng. Nguyệt Thanh Nhã suy nghĩ một chút rồi nói, để Phù Diêu tiên tử đi cùng ngươi đi, như thế nào? Chẳng thế nào cả. Lúc này, một âm thanh xa lạ truyền đến, ta mới là nhân tuyển tốt nhất. Hạ Thiên, người dẫn ta đến Liên Minh Tu Tiên đi. Người đến chính là Bách Thiên Lang. Tuy nhiên, hắn cũng không bước vào đảo thần tiên mà đứng giữa không trung trò chuyện với đám người Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng, người ngay cả tư cách tham gia cũng không có. Người mau biến càng xa càng tốt. Người cần chi phải vô tình như vậy. Bách Thiên Lang khẽ cười một tiếng. Hơi trêu chọc, nói thế nào chúng ta cũng đã từng kề vai chiến đấu. Phân thân của ta là do ngươi cứu ra, ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa mà. Quên đi, Hạ Thiên hờ hững đáp lại một câu, theo ta nghĩ, ta không có suy nghĩ muốn cứu ngươi, ngươi cũng không cần đến cảm ơn ta. Bách Thiên Lang gật đầu nói, luận việc làm không luận tâm. Dù sao cũng là cứu được, ân cứu mạng, tại sao không thể không cảm tạ chứ? Hạ Thiên thuận miệng nói, vậy bây giờ ngươi biến xa một chút, đó chính là báo đáp ta đấy. Ngươi đúng là một chút cũng không thay đổi. Bách Thiên Lang cười khổ, sau đó nói, Hạ Thiên, ngươi không cần ôm định ý với ta lớn như vậy. Lần này ta đến chính là có chuyện quan trọng cần nói cho ngươi biết. Định ý, Hạ Thiên khinh thường nói, ta tiện tay cũng có thể đánh chết ngươi, ngươi cảm thấy ta cần có định ý với ngươi sao? Bách Thiên Lang một lần nữa không phản bác được. Đành phải quay sang nhìn Cơ Thanh Ảnh và Nguyệt Thanh Nhã, hai vị tiên tử tổng sẽ không biết đại cục giống như hắn chứ. Người có chuyện gì thì cứ nói, không nói thì biến. Cơ Thanh Ảnh có chút không kiên nhẫn được nữa, nói thẳng, đừng ở đây nói nhảm. Thái độ của Nguyệt Thanh Nhã ngược lại ôn hòa hơn, chúng ta đến khách thất. Ở đó nói chuyện sẽ dễ dàng hơn một chút. Sau đó, nàng quay sang chúng nữ, nếu ai muốn nghe thì có thể đi cùng. Nói xong. Nàng chậm rãi đứng dậy rồi bay đi. Bên ngoài đảo thần tiên có một tòa lầu cao 9 tầng, là do cơ nữ hoàng cố ý xây dựng, đứng trên một đỉnh núi, có tên là Tập Tiên Các. Bởi vì đảo thần tiên đều là hậu cung của Hạ Thiên. Ngoại trừ một số nữ nhân cá biệt, trên cơ bản sẽ không để người ngoài tiến vào. Tuy nhiên, các nàng đều sinh sống trên Tiên Vân Đại Lục, tất nhiên cũng cần tranh thủ một số quan hệ. Tòa lầu này chính là dùng làm nơi nói chuyện với một số tu tiên giả đồng đạo. Tầng cao nhất là một nhã thất, vừa lúc có thể quan sát toàn bộ Lam Kinh, phong quang vô hạn. Bách Thiên Lang lập tức phi thân đến đó. Cơ Thanh Ảnh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, cũng bay đến trà thất. Những nữ nhân khác của Hạ Thiên nhìn nhau một cái, cũng không ai đi theo. Những chuyện này nên để Nguyệt Thanh Nhã và Cơ Thanh Ảnh xử lý là được. Tập Tiên Các. Nhã thất tầng 9. Nguyệt Thanh Nhã thản nhiên hỏi, không biết Bách Yêu Quân muốn đến Liên Minh Tu Tiên để làm chuyện gì? Ta muốn đến đó tất nhiên là có lý do của ta. Bách Thiên Lang bán một tấm vé thông hành, vợ thần tiên tỷ tỷ, nàng không cần phải đồng ý với hắn.
Giọng nói của Hạ Thiên lập tức vang lên, thân hình cũng lười biếng gối đầu lên đùi Nguyệt Thanh Nhã, tên ngốc đó cũng chỉ có tu vi phân thần kỳ, đến liên minh tu tiên để làm gì? Chịu chết sao? Nguyệt Thanh Nhã nghi hoặc chính là điểm này. Linh khí ở liên minh tu tiên xác thực rất dồi dào nhưng cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt, thậm chí có thể nói là thảm liệt. Cho đến nay, ngoại trừ cửu giới hạch tâm của liên minh tu tiên, tinh vực tu tiên giả dưới cờ đa số đều đạt đến độ kiếp kỳ mới có thể đến sâu không vô tận của liên minh tu tiên để thử thời vận, nhìn xem có tìm được thời cơ độ kiếp phi thăng hay không. Người giống như Bách Thiên Lang, cảnh giới còn chưa đạt đến độ kiếp kỳ, đoán chừng đi được nửa đường đến liên minh tu tiên thì đã bị hung thú quỷ dị xé nát rồi. Này, Hạ Thiên, ngươi nói khó nghe quá. Bách Thiên Lang thật sự không nghe nổi mấy lời này, lập tức phản bác, chỉ trong thời gian 12 năm ngắn ngủi, ta đã từ kim đan kỳ đỉnh phong lên đến phân thần kỳ như bây giờ cũng đã là thiên phú dị bẩm rồi. Tình huống gia tăng tu vi của các ngươi mới là khác thường. Hạ Thiên hờ hững nói đúng ra là tu vi của ngươi quá thấp. Bình thường hay không bình thường có liên quan gì sao? Không thấp, Bách Thiên Lang thản nhiên nói, chỉ cần đến trái đất, dung hợp với phân thân của ta, ít ra ta có thể đạt đến phân thần kỳ đỉnh phong, cách hợp thể kỳ cũng chỉ có một bước, khi đó ta có thể đến liên minh tu tiên rồi. Vậy ngươi đi một mình đi, Hạ Thiên nói. Bách Thiên Lang cười khổ lắc đầu, nếu ta đi một mình, nửa đường đã tiêu rồi. Ta biết trên người các ngươi có vô thường lệnh, cho nên muốn quá giang đó. Hạ Thiên thuận miệng nói, người nói muốn quá giang thì quá giang sao? Đương nhiên cũng không có gì là cho không cả, ta sẽ có thù lao. Bách Thiên Lang nghiêm túc nói. Người có thể đưa ra thù lao gì chứ? Cơ Thanh Ảnh khinh thường nói, chúng ta đã điều tra rõ ràng lai lịch của ngươi, người đừng nói ngươi sẽ giao một lãnh địa ở ma vực của ngươi ra đấy nhé. Bách Thiên Lang khoát tay, ngượng ngùng nói, đó không tính là thù lao. Nếu cơ nữ hoàng muốn lấy yêu vực, đoán chừng chưa đến nửa ngày là có thể lấy xuống rồi. Ngươi biết là được, Cơ Thanh Ảnh hừ một tiếng. Được rồi, ta cũng không tiện che giấu, ta sẽ nói thẳng với các ngươi. Bách Thiên Lang thở dài, quyết định thẳng thắn. Hắn chậm rãi nói, bên phía liên minh tu tiên có một vị kiếp tiên độ kiếp kỳ nhìn chúng ta, muốn ta thu nàng làm kiếp nô. Ta muốn đến liên minh tu tiên để xem thử. Nếu ta không thể tự mình đột phá đến hợp thể kỳ, ta sẽ đồng ý. Kiếp nô, Cơ Thanh Ảnh nghe được danh từ này, không khỏi cau mày. Hạ Thiên ngược lại biết kiếp nô. Khi còn ở Ngũ Hành Tông, Chiêm Mộ Tư chính là kiếp nô của Ngũ Hành Lão Tổ. Kiếp nô không phải muốn thay người kia chia sẻ phong hiểm độ kiếp sao? Mặc dù Nguyệt Thanh Nhã không rõ ràng kiếp nô là gì, nhưng nghe được cái từ này, nàng cũng đoán được 7-8 phần. Không sai. Bách Thiên Lang cũng không kiêng kỵ, bởi vì độ kiếp là một việc cực kỳ nguy hiểm, không tu tiên giả nào có thể cam đoan mình nhất định có thể độ kiếp thành công. Một khi thất bại, ít nhất có 9/9 xác suất bị thiên kiếp đánh cho hôi phi yên diệt. Cho nên, chúng ta cần chuẩn bị một số kiếp nô thay kiếp chủ tiếp nhận một phần uy thiên kiếp, nhằm nâng cao xác suất sinh tồn cho kiếp chủ. Thế thì đừng nói cái gì là xác suất, Hạ Thiên thản nhiên nói, ngươi tuyệt đối đang đi chết. Ở lại đây để rồi còn sống không tốt hơn sao? Không thể nói như thế được. Ánh mắt Bách Thiên Lang hiện lên sự kiên định, có chút mơ ước, đã biết đường vẫn còn xa, nếu không thử cực hạn của mình, đây chẳng phải sống uổng một lần sao? Thân là tu tiên giả, ai mà không muốn độ kiếp phi thăng? Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, có khả năng biến thành kiếp cho, ta cũng muốn thử một lần. Cơ Thanh Ảnh ngược lại hiểu tâm trạng này, chính nàng cũng có lý tưởng như vậy. Nếu không gặp được Hạ Thiên, nàng sẽ suy bụng ta ra bụng người, cũng tuyệt đối không từ bỏ cơ hội như vậy. Với năng lực hiện tại của ta, ta không thể nào một mình đến liên minh tu tiên được. Bách Thiên Lang thấy ba người đối diện rơi vào im lặng, hắn nói, cho nên, ta muốn chiếm tiện nghi của Hạ Thiên, mượn nhờ vô thường lệnh của hắn đến liên minh tu tiên. Thế ta sẽ có chỗ tốt gì? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Bách Thiên Lang do dự một chút. Sau đó mò lấy một quyển trục trong ngực, chậm rãi đưa cho Hạ Thiên, ngươi xem qua cái này đi. Đồ gì vậy? Hạ Thiên nhếch miệng. Cơ Thanh Ảnh tiếp nhận quyển trục, chậm rãi mở ra. Nhìn qua một lần, nàng vô thức cau mày, trừng mắt với Bách Thiên Lang, họ Bách kia, người đây là ý gì? Đây chính là thù lao của Hạ Thiên. Mặt Bách Thiên Lang không đổi sắc, chậm rãi nói. Hạ Thiên tiện tay cầm quyển trục xem qua,
phát hiện bên trên là chân dung của một nữ nhân. Nữ nhân này nhìn khoảng 18-19 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lệ. Nàng mặc một chiếc váy đỏ thẫm đứng dưới trăng, quả thực xinh đẹp đến mức khiến nam nhân không tự chủ được mà say mê. Dáng dấp không tệ, nữ nhân này là ai vậy? Hạ Thiên quả thật có chút hứng thú. Hắn hỏi, chính là kiếp chủ của ta, con gái của giới chủ Thanh Xương giới, tự xưng là Tiêu Dao tiên tử. Bách Thiên Lang chậm rãi giới thiệu, năm nay nàng chưa đến 21 tuổi nhưng đã tiến vào độ kiếp kỳ, là độ kiếp kỳ trẻ tuổi nhất trong 2000 năm qua của Liên minh Tu Tiên. Nàng đang chuẩn bị độ dẫn thiên kiếp, phi thăng chân tiên giới. Đúng là hảo khí phách, Nguyệt Thanh Nhã có chút bội phục nói. Cơ Thanh Ảnh có chút không phục, lạnh lùng nói, đơn giản chỉ là chiếm tiên cơ, thiên chi cơ mà thôi. Thân ở Liên minh Tu Tiên linh khí dư thừa, lại là con gái của giới vực chi chủ một phương, thiên thời địa lợi nhân hào chiếm hết còn gì. Bách Thiên Lang tất nhiên cực kỳ hâm mộ không thôi, liền bổ sung một câu, quan trọng nhất chính là cực điện linh thể của nàng, có ưu thế độ dẫn lôi kiếp tự nhiên. Cho nên nàng nhất định phải tận lực độ kiếp, bởi vì lôi kiếp là đệ nhất kiếp trong thiên kiếp. Hạ Thiên, nếu ngươi thích, khi ngươi đến Liên minh Tu Tiên, ngươi có thể lấy nàng. Nguyệt Thanh Nhã không hề có chút khúc mắc, cười nói. Cơ Thanh Ảnh hơi cau mày, lạnh lùng nói, loại thiên chi kiêu nữ đó chỉ sợ không tiện sống chung. Vợ nữ hoàng, nàng không cần ăn dấm. Hạ Thiên cười nói, chờ ta lấy được nàng ấy, ta sẽ bảo nàng ấy đến làm tiểu đệ của nàng. Cơ Thanh Ảnh khó chịu trả lời một câu, đầu óc của chàng có bệnh. Hạ Thiên lười biếng nói, chân dung thì đã nhìn thấy rồi, còn chưa biết chân thân có xinh đẹp như vậy không. Bách Thiên Lang nói, đến Liên minh Tu Tiên, ta có thể liên lạc giữa đôi bên, nhưng có thể lấy được nàng hay không còn phải xem bản lãnh của Hạ Thiên ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang có tính toán gì. Hạ Thiên khinh thường trừng mắt nhìn Bách Thiên Lang, tuy nhiên, nữ nhân đó thật sự rất xinh đẹp, ta có thể không truy cứu chút tính toán đó của ngươi. Bách Thiên Lang vui mừng nói, ngươi đồng ý dẫn ta theo. Ngươi trở về chờ tin tức của ta là được. Cơ Thanh Ảnh nói, chúng ta còn phải thương lượng với những người ở trái đất nữa. Vừa lúc ta cũng muốn đến trái đất một chuyến, Bách Thiên Lang nói. Lại qua mấy ngày nữa, đám người Nguyệt Thanh Nhã phá giải cái hộp mà Ngũ Hành Lão Tổ đã tặng, sau đó sáng tạo ra một phương thức truyền tống hoàn toàn mới. Không cần thông qua thông đạo truyền tống đặc biệt kia nữa, chỉ cần một sợi thần thức là có thể trực tiếp truyền tống về trái đất bên kia. Hạ Thiên vốn còn định mang theo tất cả nữ nhân trở về trái đất, nhưng phần lớn người đã từ chối. Cho dù có thể tự do xuyên qua giữa hai thế giới, nhưng các nàng vẫn không muốn cho Hạ Thiên quá nhiều tiện nghi. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là hắn còn chưa luyện thành nghịch thiên bát châm. Ngẫu nhiên trao đổi lẫn nhau thì có thể, nếu có thể xem ước định trước đó không có, về sau muốn kích thích Hạ Thiên lại càng khó hơn. Mặc dù Hạ Thiên có chút bất mãn nhưng hắn rất tôn trọng quyết định của các bà vợ của mình. Cuối cùng, đi theo Hạ Thiên về lại trái đất đổi thành Diệp Mộng Oánh và Vương Tiểu Nha. Cũng không phải hai người bọn họ có nguyên nhân không thể không quay về trái đất, chỉ là do bốc thăm được mà thôi. Về phần Bách Thiên Lang, hắn có cách đến trái đất. Hạ Thiên cũng không có ý định mang hắn theo. Nếu còn cần Hạ Thiên hắn mang, Bách Thiên Lang chẳng khác nào phế vật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 200.